Kính thưa Thầy, con kính chúc Thầy sức khỏe. Con có một điều thắc mắc, xin Thầy giải cho con được minh tường. Khi việc xích mích của con với một người, nếu con đã xả bỏ nhưng người kia không xả bỏ, thì bỏ kiếp này con có gặp lại người đó nữa không? Con nhớ Thầy có dạy, duyên nghiệp lực gặp lại phải do hai hướng mình đi đến và người đó đến thì mới gặp. Nếu chỉ có một người hướng thì cũng không tạo được. Bây giờ đại khái là câu hỏi là có gặp nữa hay không, phải không? Đừng cho cell phone, đừng lên Facebook, đừng có nhào vô Tango là không gặp chứ gì đâu lo. Thưa đại chúng, cái vấn đề đúng như vậy là khi mà mình giận ai, mình buồn phiền ai, một khi mình đã xả là phần mình đã xong. Còn ai đó chưa xả bỏ là việc của họ. Làm sao mình làm chủ được người ta, mình biểu người ta làm gì? Pháp Hòa ví dụ như á, các ngài hay ví dụ là khi mình như lấy củi mình đốt lửa, mà lửa khi mà củi hết thì nhất định cái gì phải có phải tới, củi hết thì gì, lửa tắt. Chuyện đó là cái chuyện phải như vậy thôi chứ không cách nào làm khác hơn được. Mình cũng như thế, mình đến cuộc đời này mình đối xử với tất cả mọi người, mình gặp tất cả mọi việc như một khúc củi có lửa, và khi củi hết thì lửa tắt, nghĩa là mình xong việc thì mình đi. Pháp Hòa hay nói, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thong dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Việc của mình đã làm xong, còn người ở lại là người ta dư thời giờ để người ta ngồi ta luận cho kêu dư luận. Ta ngồi tới người ta giải thích rồi đắn đo kêu bàn luận, mà ta không đồng ý thì ta tranh luận, phải không? Rồi người ta dư luận, rồi bàn luận, rồi cãi luận, rồi tranh luận, đủ thứ luận hết. Còn mình á, xong việc rồi mình đi, có một việc gì mà người ta không tranh không phân búa, cho nên bận lòng chứ chuyện đó. Còn bây giờ nè, trong trong 10 điều tâm niệm có một câu nè: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Rồi có vị sẽ thắc mắc, nói vậy rồi không lẽ người ta hiểu lầm mình cũng để yên sao? Không phải. Nếu như người ta hiểu lầm mình phải có bổn phận giải thích. Giải thích xong phần mình đúng bài bản, nghĩa là đúng sự thật rồi, việc của mình giải thích đã xong. Còn nếu người ta thật tình là người ta có thiện chí muốn hàn gắn với mình, sau khi mình giải thích rồi sự hiểu lầm tan biến thì điều đó thiện duyên vẫn tiếp tục. Nhưng mà cái người mà cố tình không muốn hiểu rồi thì quý vị nghĩ người ta hiểu không? Làm sao ta muốn hiểu? Ta đã cố tình không muốn hiểu, người ta cố tình muốn gây chuyện rồi thì chịu thua. Dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Người ta muốn ra, người ta mới phải gieo cái tiếng dữ cho mình, người ta mới ra được chứ. Nhưng mà cuộc đời tìm cho lắm rồi cuối cùng bậu ra, bậu lấy oan gia. Nhân quả mà. Cho nên là thưa đại chúng, là mình ai hiểu lầm mình, nếu mình cần giải thích cứ giải thích, mà giải thích là phải giải thích cho nó đúng cái chương trình, quá trình nó như thế nào là nói như vậy. Có lỗi thì phải nhận. Mà đa số mình nói hồi cái tự nhiên sao đi vòng vòng, hồi sao báo mấy cục phải cục đúng vậy, chạy về mình hết trơn. Kính thưa Thầy, con nghe nói nếu có người sống ngủ vẫn còn thấy người chết, vậy người thân của mình chưa được vãng sanh. Không hiểu sao ông nội con mất 24 năm rồi, vậy mà con vẫn còn gặp ông trong giấc ngủ hoài. Vậy ông nội con có được vãng sanh chưa? Này ông ngoại mới trả lời được chứ con.
Hai câu này nó cũng dính dính nhau nè. Cha mẹ con chết đã lâu mà con thường nằm mơ thấy ba con cứ kêu con hoài là bị lạnh và bị đói, thì chúng con phải làm sao? Thưa đại chúng, cái này thật sự là mình nói cho đúng ra là mình không có 100% biết, vậy mình có đi trong đó đâu, mình chưa đi, hay là đã đi rồi mà tại ăn nhầm cái chén cháo lúa lên nó quên hết trơn. Cái này là mình căn cứ theo lời chư tổ nói thì mình nói lại, rồi mình kinh nghiệm chút rồi. Có những cái cõi mà chúng ta không thấy, và chúng ta thường gọi là cõi vô hình. Theo Pháp Hòa nghĩ, nó vô hình là vô hình với ai? Vô hình với ai? Vô hình với mình, là có lẽ mình không thấy thì mình kêu nó là vô hình, chứ chắc gì nó không có. Đó là mình nói, là mình nghĩ là như vậy. Thí dụ như bây giờ hồi nào hồi mình ở Việt Nam á, người ta nói nước Mỹ, chà, mình chỉ nghĩ nước Mỹ là nước Mỹ thôi, chứ mình đời nào mình nghĩ là mình được đi nước Mỹ. Và thậm chí bây giờ ví dụ như mình ở cõi này nước Mỹ rồi, người ta nói có một cái thế giới gọi là cung trăng, thì có thể là mình cũng không chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ người ta có những cái phương tiện đi lên tới những cái hành tinh đó để người ta tìm hiểu về những sự sống ở đó. Tại là cái gì mình chưa thấy cũng chưa chắc nó không có. Và ở đây cái vấn đề thứ hai mình muốn nói là người mất. Khi mà một cái người mất mà mình thường thấy họ, thì có thể là họ chưa có được ở những cái nơi chỗ an lành. Họ cho mình gặp nghĩa là họ cần cái sự giúp đỡ của mình. Mình có thể giúp đỡ cho họ qua cái công việc cầu nguyện cho họ. Thưa đại chúng, cầu nguyện không phải là họ siêu đâu, nhưng mà mình khai mở sự chấp trước của họ. Ví dụ như họ chờ tiền của tới để họ xài. Thật sự ra người chết họ sống bằng tưởng. Họ nghĩ rằng trên thế gian này họ xài tiền, cho nên chết họ cũng phải xài tiền. Rồi bây giờ mình cũng thỏa mãn cái tưởng đó, cho mình lấy giấy tiền mình đốt. Mà mình đốt hoài vậy mà mình không khai thị cho ta biết cái này không thiệt. Bây giờ cuối cùng một ngày nào đó mình phải nói thiệt cho người ta nghe, tiền này là không thiệt, đừng có dính với nó nữa, hãy xả ly nó đi. Thì cũng như thế, người ta nhận cái thân này là thiệt. Thôi bây giờ nói chỉ người chết, mình sống sờ sờ đây mà nhiều khi mình vẫn mê lầm về cái thân mình vậy. Thân mình là thân giả, mình cứ tưởng nó thiệt. Và chính vì nó giả cho nên mình phải chăm sóc. Mà nhớ là có chăm sóc, có làm bất cứ cái gì thì cũng chỉ là tạm, chứ không bao giờ nó mãi mãi. Đến một lúc nào đó mà nó cần phải tan rã, nó cần phải chấm dứt, thì cuối cùng cũng phải chấm dứt, chứ không cách nào khác hơn được. Mà nếu mà mình chấp nhận, mình buông xả thì mình giải thoát. Còn mình dính mắc thì mình cứ lẩn quẩn, mình tưởng cái thân này là thiệt. Ngày xưa có một cô đó đó, cổ mất một đứa con. Thì người ta đồn là Phật Thích Ca đó có khả năng cứu sống mọi cái con người, có cứu khả năng cứu khổ bao nhiêu người, thì cổ ẵm đứa con tới cổ nhờ Phật. Thì Đức Phật đâu có thể nào nói gì được nữa cho cổ bây giờ. Bây giờ cổ đang hiểu như vậy mà. Đức Phật mới nói thôi được rồi, tôi sẽ có thể cứu cho con cô sống được, với điều kiện là cô đi xin cho tôi một bó lúa, bó cỏ ở một ngôi nhà nào mà chưa từng có người chết. Cổ đi từ Orange County lên Westminster, cổ đi hết cái miền Nam, cổ đi xuống miền Bắc Cali, cuối cùng cổ trở về tay không. Thì Đức Phật mới hỏi chứ, ủa đứa con cô đâu rồi? Con chôn nó ở Oak Hill rồi. Thì Đức Phật mới hỏi tại sao, nói dạ bây giờ con hiểu rồi. Không có nhà nào mà không có người chết. Thì con của con nó chết cũng chỉ là một trong những trường hợp của người trên thế gian này. Nhưng mà nếu cái người mầm tâm mê mình nói cái gì làm sao người ta hiểu? Chỉ khi nào tự thân người ta chứng ngộ cái chỗ đó. Có giống mình không? Khi mình thấy người đó không được, mình nói nó đâu có nghe.
nói thôi má, con biết má thương con mà giờ con thương rồi, thôi má để cho con khổ con chịu. Khi mà mình đã mê thì không tỉnh, mà tỉnh thì không mê. Cho nên mình tụng kinh phải người đó siêu, mà tụng để khai thị, đừng có bám cái xác đó. Có một người tới xin Phật giải cho họ cái sự chấp trước. Một vị tổ mới cầm cái ly nước vậy nè, đưa cho cái cô này, và cổ cầm trên tay về thì ngài mới rót nước nóng, nước sôi đãi, rót đầy 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 thì nước nó tràn, nó phỏng tay của cô. Cô liền buông cái bật. Đức Phật, vị tổ mới hỏi giờ cô ngộ chưa. Mới đầu nó nóng cái tay nè, nằm ngoài cũng nóng lắm chứ, nhưng mà nó, nước nó chưa tràn, cho nên cũng cố gắng mà dặn hết thần lực để mà nắm nó. Nhưng đến cuối cùng, đến cuối cùng, đến lúc phải xả thì nóng quá chịu gì nổi, tự động phải buông, chứ còn giờ nói gì cũng không được. Mình cũng vậy, có nhiều người ta khổ cùng tận, khổ nói theo ngoài đời là tơi bời hoa lá rồi, thì chừng đó tự buông chứ còn mình nói không được. Thì ở đây á, cái vấn đề tụng kinh không phải là mình cho họ siêu, mà mình nhắc nhở tự tâm họ giải thoát cái tham, cái chấp. Tham cái gì? Tham cái xác thân, tham tiền của mà họ để lại, hoặc là họ chấp trước những cái việc hơn thua trong cuộc sống của họ, họ xả là họ đi. Con nghe nói khi qua đời xác chết không được động nhiều để siêu thoát. Vậy những vị donation thân xác mình cho từ thiện thì có bị gì không? Nếu mình đã cho người ta thì phải bị chứ, bị người ta mổ ra, người ta lấy cái gì ta cần. Cái câu hỏi là theo một quan niệm là chết thì không được đụng vô, vì để cho người đó được vãng sanh. Nhưng mà lỡ những vị mà hiến nội tạng cho y học thì làm sao? Thưa đại chúng, quý vị đừng có lo cái này. Nếu như mình đã phát nguyện hiến nội tạng, nghĩa là tâm tư mình đã chuẩn bị cái vấn đề là người ta mổ xẻ mình để người ta sử dụng nội tạng của mình, đã chuẩn bị rồi. Thì bây giờ nếu mình mất đi, mà vừa mất mà người ta có thể dùng được cái gì đó, mà người ta phải đụng vô người mình, phải mổ xẻ mình, thì mình đã mãn nguyện chưa? Nếu mà đã mãn nguyện thì có gì mà lo sợ không giải thoát. Chứ còn bây giờ nếu mà để yên nằm đó 8 tiếng cho mình vãng sanh xong rồi, còn gì nữa đâu xài. Và thứ hai nữa đó là chưa chắc tới hồi đi mà có gì xài được nữa. Hiến là cứ hiến, nhưng mà chắc xài được không? Thành thử ra đừng có lo cái chuyện gọi là ta đụng vô người mình không siêu thoát. Không có cái siêu thoát ở cái thân đâu. Cái tâm nó siêu thoát nó mới quan trọng. Cái thân này đâu là gì, khi mình chết rồi thì giống như là cái quạt máy mà điện nó không còn vô được nữa, nó chết mấy cái motor này rồi thì điện lực nó vẫn còn, nguồn điện vẫn còn, nhưng mà cái máy này nó có 5 years guarantee, lên tới giờ rồi nó collapse thôi, nó phải như vậy thôi. Còn cái chuyện để 8 tiếng á, lỡ mình không được để tới 8 tiếng cũng đừng lo chuyện đó. Bây giờ á, mình sợ chết không được để 8 tiếng phải không? Giờ mình tập vậy nè, mỗi ngày mình để 8 tiếng cho mình yên, đừng có đụng đậy được không? Tâm mình đừng có dao động chuyện gì hết, mình hãy để một ngày 8 tiếng cho nó bình an trong tâm, ngày nào cũng 8 tiếng kiểu đó đi. Mà lỡ mình chết mà không được nằm đó 8 tiếng, không có gì lo hết. 8 tiếng chỉ là một cái kinh nghiệm của các vị ta nói, chứ không có nằm trong kinh. Đừng có lo cái việc đó. Mà nổi cái chuyện mà thí dụ như mình định nghĩ trong đầu là để tới 8 tiếng mà lỡ 6 tiếng người ta khiêng đi, buồn bực, trời ơi chỉ còn có 2 tiếng nữa mà ổng vẫn sanh. Khổ không? Phải giải thoát cái chỗ đó luôn. Có một sư cô đó, trước khi chết thèm một muỗng nước mắm. Tu mấy chục năm, nghe người ta nói nước mắm Phú Quốc, nước mắm gì đó không biết, mà cuối cùng cổ chỉ thèm một muỗng nước mắm. Trước khi chết
cổ xin uống một muỗng nước mắm. Nếu như mà cái người mà hiểu đạo đó thì sẽ cho cô này uống muỗng nước mắm. Vì sao? Vì một muỗng nước mắm đó, nó không có gì quan trọng hết. Nếu cổ uống được một muỗng nước mắm mà tâm cổ biết nó mặn như thế nào rồi, cổ chẳng mê mết gì nữa hết, cổ giải thoát liền tức khắc. Còn nếu mình không cho cổ uống thì vì mình nghĩ rằng cuộc đời tu của cổ mấy mươi năm, bây giờ vì một muỗng nước mắm này là mất hết đạo hạnh, cổ thèm muỗng nước mắm này, cổ trở lại cổ kiếm nó nữa, khổ không? Thì bây giờ uống một muỗng nước mắm để giải thoát, hay là gì, nhịn một muỗng nước mắm mà trở lại. Cái trường hợp 8 tiếng nó cũng vậy. Mình tu là mình, cái quan trọng là đời sống hàng ngày, tâm tư mình đã giải thoát. Giải thoát bao nhiêu cái phiền não xung quanh mình, không phải chỉ cái vấn đề người ta đụng vô mình không đâu. Người nhiều khi người ta chưa đụng nữa, mình chỉ nghe người ta nói thôi. Bữa nay tôi đi chỗ đó, nó nói động chị đó. Nó dám động tới tôi hả? Ta chưa có đụng vô xác à, ta mới đụng cái tên mình thôi là mình đã ré lên rồi. Hỏi ra, ôi nó nói con bảy đầu đường chứ không phải nó con bảy này. Hồi nhỏ đó, giận đứa nào kêu tên nó chửi. Nó nói mày sao mày chửi tao, tao chửi con bảy trên trời mà. Không biết quý vị có nhớ những cái chuyện hồi nhỏ Việt Nam mình, giận đứa nào là phải kêu tên nó ra mình chửi, mà nó lại nó kiếm chuyện. Tao đâu nói mày, tao nói nhỏ trên trời á. Bây giờ mình phải suy nghĩ là mình nằm đó mà người ta đụng vô mình phiền não. Vậy thì đời sống hàng ngày người ta thường thường nó đừng có nói đụng tới tôi nghe. Người ta chỉ mới có đụng cái tên mình thôi. Cái tên của mình là chẳng qua là biết đâu tên trùng tên, chưa gì hết là mình đã lên cái sân giận rồi. Pháp Hòa không có bác cái gì hết. Ai muốn gì cũng được hết. Nhưng cái Pháp Hòa muốn quý vị hiểu là nếu cuộc đời mình, cuối đời cái duyên của mình được như vậy thì tốt, không được cũng chẳng sao. Cái quan trọng là ngay trong giây phút đời sống hàng ngày của mình, mình phải tu tập như thế nào để tâm tư mình được thật sự giải thoát với cái đó. Nếu mà chỉ vì mình muốn đúng 8 tiếng thôi mà rồi người ta mới có 6 tiếng, 7 tiếng ta dời mình đi, mà 1 tiếng đó mà để mình đọa lạc thì thiệt sự nó không đáng. Cho nên quý vị đừng có lo chuyện này. Còn nếu ai mà ký giấy mà cho nội tạng cho y học, cứ cho đi, và lỡ lúc đó mà người ta sử dụng được, vui lắm. Tại vì trước khi chết mà mình còn làm được một cái việc phước cuối cùng là cho những cái gì mà mình còn để lại được, quá mừng. Cái phước thiện cuối đời mình mà người ta còn dùng được thì hạnh phúc lớn quá. Có cái gì nữa mà, nghĩa là cái thân này đáng lý ra dục à. Mà vì dục bằng cách nào đây, không lẽ bỏ cho nó hôi lên. Cho nên phải tìm cách để vô lò thiêu kêu hỏa tán, để vô lòng đất kêu thổ tán, trôi ra ngoài sông kêu thủy tán, cho chim ăn điểu tán, dục trên rừng thi lâm tán. Phải tán, mà tán bằng 5 cách. Phải có cách giải quyết. Vậy thôi chứ không có gì quan trọng. Cho nên mình á, thương thân thương xác, thậm chí mình muốn kiểu này, mình muốn kiểu kia đó, mà mình không được cái mình, vì cái đó mình đáo trở lại đó là mình chấp. Dạ kính thưa thầy, con có coi bộ phim nói về cuộc đời Đức Phật. Trong phim Đức Phật nói từ tịch tỉnh, con không hiểu ý nghĩa của chữ tịch tỉnh là gì. Làm thế nào để giữ mình được tịch tỉnh? Cái chữ tỉnh á, là mình tĩnh lặng. Chữ tịch là vắng lặng. Chữ tỉnh là sáng biết. Tịch tỉnh nghĩa là mình vắng lặng mà sáng biết. Pháp Hòa ví dụ ha, có một buổi sáng mình ngủ dậy thật sớm, cảnh ngoài cũng còn yên tĩnh, mọi người, tất cả cảnh vật xung quanh yên tĩnh hết. Mình pha một chung trà, mình ngồi ngoài sân, mình uống chung trà trong cái vắng lặng. Thì chung trà đó là chung trà của gì? Tịch gì? Tịch tỉnh.
Và cái chữ tịch tỉnh đó, nó là một cái nghĩa khác của chữ niết bàn. Niết bàn là tịch tỉnh. Cho nên các vị tôn đức mà viên tịch đó, mà chết đó, chúng ta không dùng chữ chết mà chúng ta dùng chữ viên, viên tịch. Chữ viên là viên tròn, viên mãn. Chữ tịch là vắng lặng. Nghĩa là vị hòa thượng này, vị tôn đức này bây giờ đã đi đến cái chỗ tĩnh lặng hoàn toàn, hay là viên mãn sự tĩnh lặng. Thay vì mình dùng cái từ qua đời, mình dùng từ chết, mình dùng chữ từ trần, tất cả những chữ đó mình thấy không phù hợp cho người tu, thì mình lại dùng cái từ là viên tịch. Viên tịch là bình thường thầy này cũng tịch tĩnh lặng lặng, nhưng hôm nay là viên tịch rồi, tức là đi vào cái chỗ vắng lặng hoàn toàn. Mà điều đó cũng đúng, nằm đó đâu nói gì nữa đâu mà không vắng lặng. Thì viên tịch là vậy. Cho nên tịch tỉnh là một nghĩa khác của chữ niết bàn. Mà thí dụ bây giờ ai mà gặp mình á, cầu chúc mình á, dạ con cầu chúc bác năm mới luôn luôn có sự viên tịch, tầm bay tầm ba. Người ta chúc đại thừa mà, ta chúc bằng cái nghĩa lý của Phật Pháp mà, chứ người ta đâu có chúc theo cái nghĩa thông thường đâu. Cho nên nếu mà nói trời ơi bác ơi, lúc này con thấy bác rất là giỏi đó, bác tới chỗ viên tịch rồi đó, cảm ơn con, cảm ơn con, vậy là bác tu khá rồi đó, con mới thấy bác viên tịch đó. Hoặc là ta nói con cầu chúc bác năm mới với toàn thể gia đình lúc nào cũng có niết bàn, nó bay đó bác. Nó phải niết bàn là chết mới đi. Niết bàn là trạng thái của bình an của tâm hồn. Niết bàn không phải là nơi chốn, niết bàn là trạng thái của tâm. Khi tâm bình an là niết bàn, khi tâm phiền não là không có niết bàn. Vậy tịch tỉnh nghĩa là đi đến cái chỗ vắng lặng. Vắng lặng mà không mê lầm. Ví dụ như mình ngồi yên vậy là tắt đèn hết trơn, không có ai, cái bắt đầu yên cái mình cũng vắng và mình lặng. À, còn người ta vắng mà ta lặng là cái gì nó nổi lên trong đầu người ta biết hết. Khởi tham người ta biết, khởi sân người ta biết, khởi si người ta biết, tiếng động người ta biết mà không theo. Còn mình á, vừa mở cửa, ai vậy, hỉ cửa. Hoặc là mình đang ngồi đây, một cái tiếng động phía sau cái rầm cái xây qua coi ai vậy, để ý coi. Ngồi thì ngồi thiền mà không có thiền gì hết, bây giờ tiếng gì cũng ngó hết á. Ai mở cửa vô cửa ra, đó nhiêu đó thôi là mình biết mình có tịch tỉnh chưa. Chữ tịch là vắng mà chữ tỉnh là sáng, chứ không phải tịch tỉnh là ngồi ngủ. Thành nữa mình bây giờ cũng tịch tỉnh, cũng tịch mà không tỉnh, tịch mê. Xin cho con hỏi, chúng con cúng dường trai tăng cho cầu siêu ông bà cha đạ mẹ đã khuất siêu thoát vãng sanh nơi thế giới cực lạc, vậy làm sao chúng con biết được ông bà cha mẹ mình được siêu thoát? Cái này hỏi cái này là mai mốt cúng em không dám nhận nữa. Bị nhận mà không bảo đảm người ta đi sao dám nhận. Thưa đại chúng, là khi mình cúng, thứ nhất là mình nói là cúng trai tăng, chữ T-R chứ không phải cúng chay tăng nha, trai tăng. Chữ trai nghĩa là một bữa ăn, tăng là chư tăng. Trai tăng nghĩa là mình làm một bữa ăn trưa, bữa ăn gì đó mình cúng dường chư tăng thì gọi là trai tăng. Mà chữ tăng là chỉ chung cho tất cả những người con Phật dù nam hay là nữ, mà có sự tu hành, có sự hòa hợp đều gọi là tăng. Chớ không có được hiểu chữ tăng là chỉ cho quý thầy rồi mai mốt qua chùa ni kêu chai ni. Cúng cho chư ni cũng kêu là trai tăng. Bởi vì chữ tăng á, là cái chữ chung để dành chỉ cho tất cả đoàn thể những người tu con của đệ tử Phật sống hòa thuận, chứ không phải là như bây giờ mình hiểu à, mời chư tăng chư ni vô. Cái chữ tăng ni mình nói là để cho tạm thời hiểu biết vậy đó, chứ nó không có đúng chữ.
Thậm chí bây giờ nếu mà dùng chữ đúng nhất á, là con xin cung thỉnh chư tăng nhị bộ, chứ là tăng nam và tăng nữ. Thế còn mình kêu tăng ni là để phân biệt, tăng là quý thầy mà ni là quý chư, chư ni á, nó là chữ nghĩa mình nói để cho mà mình dùng vậy thôi, còn giải thích là không đúng. Giải thích là không đúng, tại vì chữ tăng là đoàn thể hòa hợp, thì quý sư cô á, chư ni mà sống hòa hợp cũng là tăng. Cho nên là con về nương tựa tăng, xin quy y tăng, là đoàn thể của những người sống hòa hợp, chứ đâu phải là không lẽ giờ qua chùa ni con xin quy y ni không. Cho nên chữ tăng ni mình nói là như vậy. Cho nên có nhiều vị người ta dùng từ này, con xin thành tâm cung thỉnh chư tăng nhị bộ. Nhị bộ tức là bộ ni và bộ tăng, bộ nam và bộ nữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức. Cái thêm hai chữ tăng ni. Thật sự ý muốn nói là ni hòa thượng, ni thượng tọa, ni đại đức, nam hòa thượng, nam thượng tọa, nam đại đức vậy đó. Mình mới chữ hai chữ tăng ni để phía sau, hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Gọi là mình nói là mình để cho chữ nghĩa mình dùng vậy thôi, chứ còn giải thích thì nó chưa chuẩn. Cái vấn đề cầu siêu mà trái tăng á, hay là cầu siêu ghi danh, cầu nguyện gì đó mà mình không biết là có đi chưa đó, cũng không sao đâu. Nếu mà mình cầu nguyện như vậy mà mấy chục năm trời mình không thấy người thân mình xuất hiện trong giấc chiêm bao của mình, thì theo kinh nghiệm của các tổ là đi rồi. Tại bận đi cho nên không có quay về cho mình thấy. Còn nếu như trường hợp người đó đã tái sinh ở một cái cõi nào đó rồi, thì cái công đức này mình cũng có được hưởng không? Có. Trong kinh nói là ví như người đó đã ở một cõi lành nào rồi, mình có gửi thêm cho họ thì họ có dư chứ họ không thiếu. Thí dụ bây giờ ông nội mình mất, xong bây giờ tái sinh thành một cái anh Mỹ nào ở đâu đó, thì mình, nhưng mà trong cái tâm mình là vẫn cúng cho ông nội, thì cái công đức đó cái đứa nhỏ kia nó vẫn hưởng, tăng phần trội phần chứ không kém. Mà cho dù không ai hưởng đi nữa đó, ngay đời này là mình đã làm một việc thiện lành rồi. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình nó thường thường cúng là phải có điều kiện, chứ có ai mà ít khi nào cúng vô điều kiện lắm. Cúng là phải hồi cái đã, con xin cúng dường thầy này cái hồi hướng cầu an cầu siêu. Tức là mình cũng phải đặt cái lý do nào mình cúng, chứ không ai mà cúng khi khổng khi không hết á. Thật ra nếu như mà mình cúng mà bây giờ không, đừng dính dáng cho tao ông bà cha mẹ gì hết á, thì mình cũng có phần trong đó. Thật ra cúng là có lợi rồi, đừng có lo chuyện đó. Ông bà cha mẹ tổ tiên con cháu đời này tới hiện đời, đời quá khứ, đời vị lai đều được hưởng hết, bởi vì ngay cái tâm mình khởi. Cho nên quý vị cuối cùng thấy không, phổ nguyện pháp giới chúng sanh tình và vô tình đồng thành Phật đạo, chứ không có một chúng sanh nào, ông bà cha mẹ mình là một phần nhỏ trong vô lượng chúng sanh. Nghe bạch thầy, nghe bài giảng của thầy trên YouTube nhiều, có áp dụng để chỉnh sửa bản thân. Hôm nay đủ duyên nên được gặp thầy, mong thầy giúp con một lời khuyên. Con là người yêu thích sự hoàn hảo trong công việc, làm việc có sự chuẩn xác cao và uy tín, được khách hàng tin cậy, đồng nghiệp nể trọng. Tuy nhiên, khi những người phụ giúp làm sai, gây lỗi lầm, con la rầy rất gay gắt, làm tổn thương cảm xúc của cấp dưới, chỉ tại vì con yêu thích sự hoàn hảo quá mức trong công việc. Con biết đó là sự quá khích nhưng chưa điều chỉnh được. Con nghĩ mình born with it, nghĩa là sanh ra kiểu đó rồi đó. Thầy có cách chi giúp con một lời tu chỉnh? Con chúc thầy nhiều sức khỏe. Cảm ơn thầy, con lái xe 1 giờ đồng hồ để đến nghe thầy giảng. Đây điều kiện đó. Đây là điều kiện nè.
Nghĩa là you must answer me because I'm too far away. Nhưng mà đây là câu trả lời. Nếu mà you sure you was born with it, what can I do? So just leave it like that. Quý vị thấy điều kiện chưa? Giống như nãy ngồi trong phòng nói chuyện với thầy trụ trì vậy, thấy nói tới bàn lui, nói ngồi cái thấy đánh vô gô liền. Bởi vậy cho nên Pháp Hòa phải qua đây mỗi năm lần. Bây giờ em kinh nghiệm lắm rồi. Qua Cali mà ai mời ăn cơm đừng có nhận. Ăn cơm xong là có chuyện à. Thở. Thưa đại chúng, là cái này nó cũng hay lắm. Thật sự ra đó, khi mà một cái gì mà mình chấp trước lâu ngày mình không thay đổi được, thì mình có một cái câu excuse, một cái câu rất hay là tôi là như vậy đó, bản chất tôi là như vậy đó, I was born with it. Nhưng mà nói theo Phật á, là mình huân cái tập nghiệp. Cái tập nghiệp tức là cái mình collect nó mỗi ngày á, lâu ngày nó thành một khối. Cái chùa này á, lúc mới vừa làm xong sơn lên rồi nó thơm phức cái mùi nước sơn, trắng phao hết trên nóc nhà. Nhưng mà mỗi ngày thầy trụ trì, chỉ một mình thầy trụ trì được thắp một cây hương thôi, cho dù là một cây hương. Nhưng mà 20 năm sau thì cái phòng này mùi sơn nó cũng hết, và bây giờ bắt đầu nó vàng, dù chỉ là một cây hương một ngày. Huống chi là bá gia bá tánh vô người cứ 3 cây. Chúng ta cũng vậy. Chỉ một mình tạo một nghiệp thôi mà lâu năm còn dày đặc, huống chi là duyên bên ngoài nó quá nhiều cái duyên để cho mình phải huân cái nghiệp đó. Nhiều khói nhang, nhiều người vô thấp ở đây là tượng trưng, ý Pháp Hòa muốn nói là những cái duyên phụ bên ngoài nó làm cho cái nghiệp mình sâu hơn. Dù chỉ một mình là đã thấy đen rồi, chứ đừng nói chi là nhiều nhân duyên khác. Cho dù mình sống, mình sanh ra bằng cái nghiệp này, có một bài kinh trường hợp này gọi là nghiệp cũ. Tạm chấp nhận cái trường hợp này là nghiệp cũ. Nhưng mà Đức Phật nói rằng á, nếu chúng ta không có cẩn thận, không tỉnh giác, thì coi chừng chúng ta dụng cái nghiệp cũ này để chúng ta tạo cái nghiệp mới. Bây giờ ví dụ như tôi sanh ra cái nghiệp cũ của tôi, I was born with that. Tôi sanh ra với cái nghiệp cũ của tôi là nói tầm bậy tầm bạ. Vậy thì anh biết anh có cái nghiệp cũ nói tầm bậy tầm bạ mà anh không tỉnh giác, anh chỉnh nghiệp mà anh cứ đem cái tầm bậy tầm bạ này anh nói với người xung quanh, với hiện đời này là anh dụng cái nghiệp cũ để anh tạo thêm cái nghiệp mới. Mà tu là chuyển nghiệp. Dù anh không chuyển được 100%, ít ra anh phải chuyển một phần nào để chứng minh rằng sự tu hành có kết quả. Mà trên đời này có ai muốn chọc mình giận đâu. Đâu có ai muốn làm sai để bị la rầy. Và một trong những cái cách để mình, để mà mình quán chiếu đó, mình có cái phước được bao nhiêu người ở dưới mình chấp nhận một cái vai là cấp dưới, để mình thủ một cái vai gọi là cấp trên. Thành ra những người đóng cái vai cấp dưới là họ tạo cho mình cái phước để mình được làm cấp trên. Nhưng nếu mình ở cấp trên mà mình không biết dụng phước á, thì phước mình nó hết thì mình rơi rớt. Cho nên nếu mình được làm, mình đi làm, mình làm chủ mà được một cái người, người ta đóng một cái vai là người ở, người làm cho mình,
thì mình thật sự nếu nói cho đúng ra là mình phải biết ơn họ, tại vì họ đã đóng một cái vai người làm để hiển thị cái vai làm chủ. Quý vị về đọc lại cái kinh gọi là Kinh Thiện Sanh. Kinh Thiện Sanh Đức Phật nói rất rõ về chủ và người làm, sếp với cấp dưới của mình, nhân viên của mình. Cho nên á, đồng ý chấp nhận mình có cái nghiệp cũ, nhưng ở đây cái vấn đề tu của chúng ta là chúng ta không muốn tiếp tục dụng cái nghiệp cũ để chúng ta tạo thêm cái nghiệp mới. Quý vị nghe lại cái bài nói chuyện của Pháp Hòa hình như là đầu năm rồi, nghiệp cũ nghiệp mới, căn cứ vào một bài kinh mà Đức Phật nói. Pháp Hòa ví dụ ha, mình sanh ra đời này mình có một cặp mắt. Cặp mắt là để mình nhìn, đó là cái vốn của loại nghiệp gì. Nhưng mà nếu mình nhìn người ta bằng cảm thông, nhìn người ta để thương yêu thì nghiệp cũ, nhưng mà có nghiệp mới mà nghiệp tốt, mình tiếp tục mình gieo duyên. Còn không thì mình dụng cặp mắt này, mình hấy nguýt, mình phán đoán, thì mình gây cái nghiệp cũ, ẩn nghiệp mới bất thiện. Cho cái người mà người ta đóng cái vai phía dưới đó là để cho mình hiển cái ở bên trên, là chúng ta nên quán chiếu nhiều cái khía cạnh, nhiều cái duyên để chúng ta giải đi cái nghiệp này. Giải sao? Ồ, nếu mình không phải làm boss, mình làm nhân viên, mình có chịu được cảnh này không? Ồ, cảm ơn người này đã đóng một cái vai nhân viên để mình được làm vai sếp. Rồi bao nhiêu cái duyên nữa, thí dụ bây giờ mình đặt trường hợp lỡ con cháu mình, anh em mình họ đi làm mà họ bị người ta la rầy nặng nề như vậy, chịu được không? Và mình phải quán chiếu rằng ai cũng có những cái tự ái của người ta, mà tại sao mình lại nói những lời như vậy, vân vân. Rất nhiều cách để mình quán chiếu, mình tạo nhiều cái thiện duyên để giúp cho cái cách sống này của mình nó được chuyển hóa. Kính thưa Thầy, nhà con trước cửa có trồng một cây bồ đề lớn, xin Thầy cho biết như vậy có tốt không? Trồng cây bồ đề thì tốt rồi, chỉ sợ trồng cây si thì mới mệt. Tại làm sao mà nhà chùa nào cũng có một cây bồ đề trồng ở trước? Quý vị đi chùa Việt Nam quý vị thấy không, chùa nào cũng có một cây bồ đề trước hết. Mình bước vô cửa chùa mình phải tiếp xúc với cây bồ đề, bởi vì bồ đề là giác ngộ. Người giác ngộ đi chùa mới hạnh phúc, người si mê đi chùa khổ lắm, tại vì thấy cái gì cũng chấp trước, cũng chấp rồi cũng phiền, thì càng đi càng khổ. Cho nên Pháp Hòa có làm cái bài hát: chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay, chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đồ cho đầy trang thơ. Tâm của mình phải có một cây bồ đề. Nếu cây bồ đề trong tâm hồn của mình mà nó lung lay, nó biến đổi, thì cái sự tu của mình nó không thăng tiến. Mà trên đời này chẳng có cây gì gọi là cây bồ đề cả, vì bản chất của cây đó nó không hề có tên là cây bồ đề. Nó là một cái cây tên là Pipala. Nó là một cây cổ thụ ở trong rừng. Hơn 2.000 năm trước, Thái tử Sĩ Đạt Ta đi vô rừng tìm một cái cây để ngồi thiền. Nhìn khắp có một cây đó bự nhất, cho nên Ngài chọn cái cây đó, Ngài ngồi để Ngài ngồi thiền. Và khi mà 49 ngày Ngài giác ngộ, Ngài tỉnh, Ngài thành tựu được cái sự tu hành của Ngài, thì cái quả vị giác ngộ đó chúng ta gọi là Bồ Đề. Và từ đó chúng ta gọi luôn cái cây đó là cây bồ đề, chứ bản thân nó không phải là cây bồ đề.
Ví dụ như bây giờ Phật ngồi dưới cây thông mà Phật thành đạo thì mình kêu cây thông là cây bồ đề. Phật ngồi dưới cây sầu riêng mà Phật thành đạo thì cây sầu riêng được đổi tên là cây bồ đề. Phải không? Nhưng mà rất hên là Phật không ngồi dưới cây sầu riêng. Tại vì nếu mà Phật ngồi dưới cây sầu riêng mà bây giờ mình cũng ra cây sầu riêng mình ngồi đó, mà lỡ cây bồ đề nó, cái trái sầu riêng nó rớt xuống á, thì kêu là bồ đề gai. Quý vị có nghe cái từ bồ đề gai không? Bồ đề là những người tu hành mà thanh tịnh, an lạc, giải thoát. Mà người nào vô chùa mà cứ đụng ai cũng sân, đụng ai cũng phiền muộn đó, ta nói bà đó nổi bồ đề gai. Ông nó nổi bồ đề gai. Thì cái chữ bồ đề là giác ngộ. Ai trong chúng ta cũng có, phải có sự có giác ngộ mới ngồi đây. Người không giác ngộ không có đây. Cho nên ở đây có hai cái quán nằm sát nhau, hay ghê lắm. Một bên là cây si, cây là hoa sen. Cây si là quán cà phê. Ở trên cái chỗ đó là cái gì đó không biết. Broken heart hả? Broken heart hả? Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên á, mình có trồng cây bồ đề là một biểu tượng để nhắc nhở mình. Mà thưa đại chúng, cây bồ đề nó đặc biệt. Ở bên Tích Lan á, có ba cái điều mà quan trọng trong một ngôi chùa. Bất cứ chùa nào lớn nhỏ cũng cần biết, người ta cũng tranh thủ làm ba cái này. Một là phải trồng cây bồ đề trong sân chùa. Hai là phải có cái tháp. Ba là có tượng Phật. Cây bồ đề, cái tháp tượng trưng cho Phật. Bởi vì nơi có nhiều Phật tử, người Tích Lan á, người ta tới chùa, người ta không có vô chánh điện, người ta lễ Phật. Ta ra cây bồ đề, người ta lạy. Ta lạy rồi ta ngồi ngoài đó, ta tụng kinh. Mà thậm chí có nhiều Phật tử á, ở nhà mình bưng một chai nước theo, tưới cây bồ đề. Đảnh lễ xong lấy nước tưới bồ đề. Có người mang sữa tưới cây bồ đề. Ở đây miếu mình sang, tưới Starbucks. Espresso. Cho nên là thưa đại chúng, là cái câu hỏi là có thể sợ cây bồ đề nó là cây cổ thụ lớn trước cửa nhà theo phong thủy như thế nào đó, nhưng mà không sao đâu. Chỗ nào có cây bồ đề là chỗ đó có Phật, vì cây bồ đề là tượng trưng cho Phật. Trong tâm mình còn có bồ đề, còn có giác ngộ. Anh chọc tôi giận, tôi có thể buồn anh, nhưng mà không vì anh mà tôi bỏ tu. Anh có thể làm tôi buồn, nhưng mà không vì anh mà tôi bỏ đi chùa. Anh có thể làm tôi giận, nhưng mà không vì anh mà tôi nghỉ đi khóa tu. Không vì ai cả, mà phải vì mình. Như thế mình mới gọi là trồng cây bồ đề. Còn nếu mà mình á, trồng cây bồ đề xong bữa nào mình không vui mình bứng. Cho nên cây bồ đề trồng hoài mà sao không lớn. Bởi vì mình cứ hãy buồn giận nó, mình di dịch nó theo cái tâm tư buồn giận của mình, không nên. Cho nên trồng bồ đề là cái sự dưỡng cái, trồng cái bồ đề tâm ở trong lòng mình là một cái cần thiết. Còn nghe kinh Nguyên Thủy nói Phật Thích Ca 29 tuổi mới xuất gia có phải không? Cái này phải hỏi cụ chứ còn hỏi cụ Thích Ca, cụ đi tu. Bây giờ tại sao mà nó có hai cái thuyết? Pháp Hòa cũng giải thích một chút. Nó có hai cái thuyết. Một là có thuyết nói rằng Đức Phật đi tu năm ngày 19 tuổi. Một thuyết nói Đức Phật đi tu năm ngày 29 tuổi. Lý do nào có hai thuyết? Thuyết thứ nhất nói rằng Đức Phật 5 năm đi tìm đạo và 6 năm khổ hạnh, cộng lại là 11 năm. 11 năm tầm đạo và tự tu như vậy, cộng thêm 19 tuổi đời nữa là bao nhiêu tuổi? 30 mấy? 30 năm. 30 năm rồi, khi mà Đức Phật đi, Đức Phật mất á, Đức Phật bao nhiêu tuổi? 80. Cho nên cái thuyết Đại Thừa nói là Đức Phật có 49 năm thuyết pháp. Nhớ không?
Phật có 49 năm thuyết pháp, vì vậy người ta tính rằng 5 năm đi tìm đạo và cộng 6 năm khổ hạnh là 11 năm tu hành, cộng với thời tuổi đời của Ngài, cho nên lúc Ngài thành đạo là 30 tuổi. Rồi đến khi Ngài tịch là 80 tuổi, cho nên mới nói 49 năm thuyết pháp. Đó là một thuyết, mà thuyết này là theo Đại Thừa. Cái thuyết thứ hai, Đức Phật đi tu năm 29 tuổi, bởi vì người ta nói rằng Đức Phật suốt thời gian Ngài tu ròng rã từ lúc đi tìm hiểu đạo cho đến Ngài tu khổ hạnh vỏn vẹn chỉ có 6 năm, chứ không có 5 năm kia. Nhưng mà tại vì bên kia chia ra, chứ thật sự thì Ngài đi tu chỉ có 6 năm suốt thời gian tầm đạo và tu hành của Ngài. Cho nên mới có cái bài thơ 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta. Và 6 năm á, cộng với 29 tuổi là nhiêu? 35 tuổi. Và Đức Phật tịch năm ngày 80, trừ ra là còn nhiêu? 45 năm thuyết pháp. Vậy thì cái thuyết nào mình có thể tiếp nhận nhiều hơn? Cái này. Bởi vì 16 tuổi đi, 16 tuổi có vợ, 19 tuổi mới đi tu. Còn cái thuyết mà Đức Phật 29 tuổi mới đi tu, bởi vì Ngài có con rồi Ngài mới đi tu, là Ngài La Hầu La đó. Và La Hầu La chỉ là cái người chính được nhắc nhiều trong kinh thôi, chứ có Ngài còn một người con nữa, một người con gái. Nhưng mà trong kinh thường ít nói, bởi vì người con gái thường là nhắc Ngài La Hầu La nhiều. Thì ở đây cái vấn đề lịch sử thì chúng ta chỉ tạm hiểu như vậy. Đức Phật đi tu năm 29 tuổi và 6 năm tầm đạo tu khổ hạnh, Ngài thành đạo năm ngày 35 tuổi, cộng 45 năm thuyết pháp, Ngài viên tịch năm ngày 80 tuổi. Như vậy thì nó có cái bài bản hơn. Thì bây giờ ở đây thì mình cũng xa Phật nhiều rồi. Đã là lịch sử thì có những điểm nó không có tương đồng, và chúng ta thấy cái nào nó thích hợp hơn thì chúng ta tiếp nhận. Mà cho dù chúng ta nói rằng Phật bao nhiêu tuổi đi tu rồi cũng không có gì quan trọng. Cái quan trọng là Ngài đã để lại gì cho chúng ta và chúng ta tiếp nhận giáo pháp Ngài như thế nào. Còn vấn đề lịch sử thì có thể du di gia giảm, không sao cả. Giống như Đức Phật đi sanh ra đi 7 bước á, đi 7 bước rồi mỗi bước có 7 hoa sen, rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất vậy đó. Mình nên nhận cái đó như là một cái đạo lý để sống tu, chứ đừng nghĩ cái đó là thật. Như là một cái sự nhắc nhở chúng ta rằng Đức Phật đi trên 7 đóa hoa sen là tượng trưng cho người muốn thành tựu được đạo quả thì phải đi qua 7 con đường đi đến giác ngộ, mà chúng ta gọi là thất bồ đề phần. Mà Đức Phật xác định với chúng ta rằng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhiều cách giải thích lắm. Và nếu như mình chấp rằng Đức Phật sanh ra và vừa sanh ra và Ngài ngồi dậy Ngài đi liền á, phải không, thì e rằng người ta không chịu nổi. Vì không có con nít nào mà nó khủng hoảng vậy. Mà ví dụ bây giờ nếu như Đức Phật mà thật sự là đi như vậy, chưa chắc Ngài khuyên mình tu mà Ngài mình chịu tu đâu. Mình sẽ nói phải rồi, Ngài sanh ra, vừa sanh ra Ngài đi, cho nên Ngài phi thường, Ngài tu thành Phật là phải rồi. Còn con phải ăn rồi phải uống rồi phải đủ thứ, giờ bởi vì con tu không thành là đúng thôi. Cho nên nếu mình nói như vậy là cái sự khuyên của Phật là tôi là một con người như quý vị mà tôi vẫn sống, vẫn tu được thì quý vị cũng sống. Tôi là Phật đã thành, quý vị là Phật sẽ thành, nó xác định hơn. Còn nếu cái gì Phật cũng phi thường hết, chẳng hạn như nứt hông hoàng hậu bên hông này, rồi Phật nhảy ra, Phật đi 7 bước, Phật khuyên mình tu, nói trời Ngài trển xuống, Ngài đi kiểu đó, con đâu đi kiểu đó, bây giờ biểu con tu sao con tu được. Cho nên cái đó Phật rồi. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình đừng có nói chi chuyện phi thường, trong cuộc sống hàng ngày mà mình kêu người ta làm gì đặc biệt hơn, nói thôi chị ở đó chị là chị sanh con nhà giàu, chị làm điều đó đúng, mà tôi con nhà nghèo mà làm sao được.
Thầy cho con hỏi tại sao khi tụng kinh hay suy nghĩ mình phải làm gì sau khi tụng. Cái này là planning á. Thật sự ra tụng kinh mà suy nghĩ lung tung á, là cái chuyện không thể tránh. Rồi cái quan trọng á, là mình đừng có để cho đó, cái đó nó lôi mình như thường khi. Vừa khởi suy nghĩ thì mình lại tiếp diễn những suy nghĩ đó, và cái người tỉnh giác là giật mình, thôi mình đang tụng kinh cứ kéo lại. Cái dòng suy nghĩ ra ngoài lề đó, nó là cái con trâu. Còn chúng ta phải ngồi chăn nó, là hễ nó vừa phóng là kéo nó lại, vì mình là một người chăn trâu. Mình là một mục tử, mình là một mục đồng. Cái tâm chạy nhảy mình là con trâu, nó hay nhảy lắm. Cho nên mình ngồi thiền, mình tụng kinh niệm Phật là mục đích là để làm gì? Để mình kéo con trâu đó lại, không để cho con trâu đó nó đi ăn lúa nhà người, nó quậy phá đất của người khác. Đến khi nào mà nó thuần thục, ngồi đâu tâm đó, ngồi đâu tâm đó, nghĩa là mình đâu trâu đó, mình đâu trâu đó, thì chừng đó mình mới thoải mái mà thổi sáo, đánh đàn, đi chơi. Quý vị có thấy bức tranh đó chưa? Chùa người ta hay vẽ 10 bức tranh chăn trâu đó. Đầu tiên con trâu đen thùi, con trâu đó là tâm mình đó. Rồi có một cái chú tiểu cầm cái roi chăn nó là mình. Rồi cái xỏ mũi nó, có nghĩa là thấy cái dấu vết của tâm, rồi xỏ được cái mũi của tâm. Chăn con trâu từ khi nó đen thùi mà trắng lần, trắng lần, trắng lần, đến cái bước thứ 7, thứ 8 con trâu nó trắng. Rồi có một cái bước là người, cái chú một đồng ngồi trên lưng con trâu và thổi sáo, không phải lo lắng gì đó. Đó là cái giai đoạn mà người tu đã đến cái chỗ thuần thục. Còn mình bây giờ chưa phải là thuần thục thì mình phải tiếp tục chăn nó, phải tụng kinh, phải ngồi thiền. Đừng có lo tụng kinh suy nghĩ ra chắc Phật buồn hay là tội lỗi, không có chuyện đó. Cứ bình thường mà nhờ như vậy mình vẫn tiếp tục mình tụng á, thì từ từ nó mới thanh lọc. Con xin hỏi thầy, có người ăn đồ ăn không hết để đó, con thấy tùm lum quá nên con đem đi bỏ, vậy con có tội không? Nếu mà mình bỏ cái thức ăn đó bằng cái tâm tư gì? Mình bỏ và bực bội quá để tùm lum, mình dục để mà cho cái người đó biết tai mình, hay là để mà thỏa mãn cái bực bội mình, mà trong cái đó mình vẫn biết thức ăn này còn ăn được. Thay vì mình bỏ thùng rác, tức là mình là phạm vào cái lỗi là phí thức ăn, thì cũng phải dọn thôi. Thì bây giờ mình cũng sẽ bỏ, nhưng mà bỏ vô tủ lạnh, để mình không cảm thấy là mình có cái lỗi là mình đã phí thức ăn. Cũng là một cách dẹp, nhưng mà dẹp với phiền não thì thức ăn nó vào sọt rác và mình tự nhiên cảm thấy khó chịu. Vì đi vào sọt rác cho nên mới đặt câu hỏi là con có tội không. Còn nếu mình sợ tội thì tại sao mình không quán, không kiểm cái thức ăn, xem cái thức ăn này nó có còn tốt không. Chẳng qua là người kia có cái tánh hơi hời hợt, bê bối, không có biết làm gọn. Thôi thì bây giờ mình đằng nào cũng dọn, dọn gọn cất tủ lạnh, mai mốt hâm ăn tiếp. Cũng là dọn, mà dọn không mắc lỗi. Còn một cái mình dọn bằng bực bội rồi mình trút vô thùng rác, sau đó cái hối hận, không biết tôi có tội không, làm chi để rồi cứ phải phân dân tội với phước. Cũng là một cái dọn, mà sao mình không dọn nó đi vào trong cái sạch hơn, cái tốt hơn, để rồi mình khỏe luôn. Quý vị có ý và nói gì? Trong cuộc sống của mình, có nhiều khi mình cũng nói, mình cũng nói cho cái người đó hiểu mình muốn cái gì, nhưng mà có một cách nói cho người ta dễ chịu và một cách nói làm cho người ta đau khổ. Thì mình là cái người có tu, có tuệ giác, thì mình hãy chọn nói cái nào. Thật sự á, mình nói mình hả hê rồi, mà mình lại là một con người biết phục thiện, cho nên xong cái mình hối hận. Mình lại cảm thấy khó chịu khi mình phải thốt lên những lời nói đó với người kia. Vậy thì tại sao mình không tập lại là mình làm cái gì để gọi khỏi mình, khỏi đặt mình vào một cái vòng đau khổ là tại sao tôi nói như vậy?
Cái vấn đề ở đây là cái vấn đề chúng ta ứng dụng sự tu hành. Được như vậy thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn, và cuộc sống này nó sẽ linh động nhẹ nhàng hơn. Quý vị biết là nhiều lúc Pháp Hòa cũng có nhiều vị làm việc không có gọn gàng, mà Pháp Hòa biết cái vị này mà xuống bếp mà không gọn gàng một hồi là cái nào cũng có lời qua tiếng, người ta không nói gì mình ta tùm lum tà la. Thôi bây giờ mình làm sư phụ mà hễ cái vị đó xuống bếp là Pháp Hòa phải đóng vai thị giả. Canh cái vị đó xuống bếp cái là Pháp Hòa tuột xuống bếp luôn, xăng tay áo lên, cái vị đó bỏ đâu Pháp Hòa đi dọn đó. Để làm gì? Để cho nhà nó yên. Nói chuyện nó không có đáng gì hết. Nếu mà mỗi người chỉ cần phát tâm dọn xung quanh như dọn rác, dọn rác như dọn tâm, là có chỉ có chuyện đâu. Rửa chén vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Có cái bát nào mà nó sạch mãi, mà có cái bát nào nó dơ mãi đâu. Quý vị biết nhiều lúc đó, mình đứng ở trên lầu, mình thấy người đó đi tới, mà nãy giờ mình biết là người ta cứ chạy lên, chạy xuống, chạy ra, chạy vô, ta mở cửa mà mở riết cũng hơi phiền, tại vì cứ ra vô mở hoài. Có nhiều lúc đang đứng trên lầu vậy, thấy sắp người sắp tới, thôi em chạy ra em mở cho rồi, để bớt tiếng làm gì cứ bấm hoài vậy. Thật sự ra cuộc sống á, cái vấn đề ở đây là chúng ta biết nhìn rồi tự thân chúng ta hy sinh cái thời giờ, cái công việc của mình như thế nào để nó điều chỉnh mọi sự phiền muộn xung quanh. Bởi vì một chút giận thì nó tập nghiệp chút, hai chút hờn nó tập nghiệp chút. Mà cuộc sống chúng ta mà cứ tập như hoài hoài, nó thành ra một cái khối nghiệp lớn. Mình đừng có nghĩ mình là ai hết á. Mình đừng có nghĩ mình là trụ trì, mình đừng có nghĩ mình là boss, mình đừng có nghĩ tôi không có làm việc này. Mình là lớn mà mình làm được việc nhỏ nó mới phi thường. Còn mình là người lớn mà làm việc lớn là bình thường. Người nhỏ mà làm việc nhỏ là bình thường. Còn mình người lớn, mình có chức cao, mình lại đi câu mâu với người những cấp dưới mình là bất thường. Thế thì mình muốn mình bình thường, phi thường hay bất thường thì mình tự chọn. Ta không là gì thì ta mới là tất cả. Một cái nồi bột nếp mà nhồi ra rồi đó, nắng nhỏ nhỏ thả vô kêu chè ỉ, có một miếng đậu xanh kêu trôi nước, có nước đường kêu trôi nước, luộc xong rồi để ráo lăn đậu xanh bánh dày đậu, cho vô một chút tiêu thành ra ăn với nước mắm bánh ít trần. Có một cục bột nếp mà mình muốn nó là cái gì thì nó sẽ là cái nấy. Nó không là gì thì nó mới là tất cả. Mình không là gì, mình mới là tất cả. Mà mình đã là gì rồi thì ai dám gọi mình là gì nữa. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Ứng dụng mình tu như vậy. Thưa Thầy, tu là có từ giả cắt lìa những hệ lụy của thế gian. Vậy còn kết duyên nữa để làm gì? Để bắt đầu những chuỗi hệ lụy mới nữa sao? Có lý không? Câu hỏi là mình tu là mình muốn cắt hết các duyên, vậy tại sao giờ mình cứ nói kết duyên hoài, vậy là tiếp tục cái vòng hệ lụy sao? Thưa đại chúng, cuộc đời này ngày nào chúng ta còn sống là không thể nào chúng ta cắt duyên được. Nhưng mà cái cắt ở đây là cắt những cái duyên khổ lụy, ràng buộc, phiền não. Còn cái duyên thiện lành tại sao không kết? Có bao giờ mình dám gả con mình cho cái người mà mình biết nó không ra gì đâu? Trừ khi nào thiệt sự mình không biết. Chứ còn ai cũng muốn con đem con mình kết duyên với một người tốt cả. Bây giờ quý vị đi ăn nhà hàng, quý vị có đành lòng đem tiền mình vô trả thiệt mắc cho một cái nhà hàng dở không? Ai cũng muốn đi tìm nhà hàng ngon để ăn hết.
Mà nếu bây giờ mình suy nghĩ kỹ trong cuộc sống mình hàng ngày, có việc gì mình làm mà không phải kết móc một cái duyên đâu. Gặp nhau là bắt tay, hỏi thăm, xin số phone, xin địa chỉ, add Facebook, add Viber, add Tango, add Zalo, đủ kiểu add hết. Không có subtract, không có minus, toàn là add không. Vậy thì mình đâu có các duyên. Nhưng mà ở đây chúng ta phải biết tỉnh giác duyên gì nên kết mà duyên gì nên giảm. Ví dụ như bây giờ mình có hồi thỏ mình ghiền thuốc lá. Hôm nay mình giảm cái duyên hút thuốc lá thì cái gì nó tăng? Tiền nó tăng. Bởi đâu có mất tiền cho thuốc nữa đâu. Giảm tiền hút thuốc thì tăng tiền dư. Giảm sự hút thuốc thì tăng sức khỏe cho cái lá phổi. Giảm cho hút thuốc mà tăng cái sự vui vẻ cho gia đình. Mà hễ càng hút, mình càng hút thì phổi giảm, tiền giảm, mà vợ con mình cũng giảm luôn, mà giảm hơi á, bị cứ cằn nhằn hoài, thấy không? Rồi sức khỏe của cái người sucking smoke. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cái vấn đề không phải là chúng ta cắt hết các duyên. Nó y như cái trường hợp sanh tử luân hồi. Có nhiều vị nói ôi tôi để đến cái chỗ gọi là dứt luân hồi sanh tử. Dạ thưa không phải. Vẫn luân hồi sanh tử. Nhưng mà cái người không hiểu đạo thì sanh tử bì lao. Còn cái người hiểu đạo là gì? Khứ lai tự tại, đến đi thông dong, vẫn sanh vẫn tử. Cũng giống như ví dụ như bây giờ quý vị là cái người, ví dụ như bây giờ mình thương một người đó quá, mình không muốn xa người đó, nhưng mà mình hiểu rằng cuộc đời có đến có đi, có tụ có tán, thì họ đi thì mình tiễn, họ đến thì mình tiếp, họ đi về, nhưng mà rồi có ngày họ họ làm sao, họ trở lại, cái mình nhẹ nhàng. Còn mình nghĩ rằng mình ra đi vĩnh viễn không bao giờ mình gặp, cái mình tạo ra một chuỗi những cái sự gọi là hệ lụy, cái tụi mình khổ. Cho nên ở đây là vẫn trở lại, nhưng mà không có khổ gì, mình biết rồi, có đến có đi. Cho cái người mà người ta hiểu thì khứ lai tự tại, người không hiểu thì sanh tử bì lao. Ở đây mình không có kết cái duyên ác nữa, giảm cái duyên ác mà tăng cái duyên thiện, tăng cái duyên lành. Nếu cuộc đời này mà duyên gì mình cũng không kết thì có gì cuộc sống này nó có thực hiện được đâu. Kính bạch thầy, người xuất gia mà không cắt ái ly gia như vậy đúng hay sai? Nó tùy theo cái hoàn cảnh. Dĩ nhiên là theo nguyên tắc là mình xuất gia là ở chùa, gọi là trên cái hình thức. Nhưng mà có những trường hợp là vị đó có thể vì sức khỏe hay vì bất cứ một hoàn cảnh nào không thể ở chùa được, mà vị đó phải lui về nhà hay ở thất, ở cốc, ở am, ở gì đó, hay ở với người thân. Mình không biết được chính xác cái hoàn cảnh của người ta thì đôi khi mình cũng khó mà nói người ta đúng hay sai. Biết đâu chừng người ta thân tại gia mà tâm xuất gia. Có nhiều khi mình thân tại gia mà tâm xuất gia, mà có những người là tâm thân không xuất gia, hay là có những người ngược lại, thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cho nên ở đây thì cái vấn đề là chúng ta, nếu chúng ta có cơ hội hiểu được hoàn cảnh của người đó thì chúng ta dễ chấp nhận hơn. Pháp Hòa ví dụ, ở Việt Nam có một vị tổ, ngài nuôi mẹ của ngài. Sáng nào ngài cũng xuống chợ, ngài mua con cá lóc về, ngài nấu canh cho mẹ ăn. Thì người ta trong chợ đó đều gọi ngài là một vị hòa thượng phạm giới, là vì nghĩ rằng ngài đã làm sai. Nhưng cuối cùng người ta hiểu rằng á, ngài mua cá về không phải ngài ăn, mà ngài nuôi mẹ già đang lâm bệnh nặng. Và cái sự hiếu thảo của ngài
đã vang tiếng đến vua Tự Đức. Và bởi vì vua Tự Đức cũng là một vị vua hiếu thảo, vua Tự Đức đích thân đến và thấy được cái hành động của ngài, thì vua Tự Đức mới cho lập cái am, cái chùa lên, đặt tên là chùa Từ Hiếu. Đó là cái ngôi chùa Từ Hiếu ở ngoài Huế bây giờ đó. Có nhiều khi mình thấy một cái hành động của người đó hoàn toàn không thể chấp nhận được, vì mình nghĩ họ phá giới phạm trai. Nhưng mà khi mình hiểu, mình đi hiểu được cái nguyên do thì nó có khác. Trường hợp thứ hai, ở Hàn Quốc có một vị hòa thượng, ngày nào người ta cũng thấy ổng đi ra ngoài cái phòng ăn, ổng lấy hai phần cơm, ổng lén lén bưng vô phòng, thì người ta mới theo dõi. Thì một ngày nọ người ta theo dõi, người ta nghe hòa thượng rù rì với một cô gái ở trong phòng, bảo đảm rồi, chắc ăn rồi. Bắt đầu đem nhà báo tới, đem ký giả, đem video, đem mọi thứ chuẩn bị, tông cửa một cái là quay phim chụp hình bỏ lên Facebook nha. Thì khi mà tông vô như vậy rồi thì mới biết là hòa thượng đang chăm sóc cho một cô gái ở ngoài đường bị bệnh cùi. Mà vì hòa thượng sợ trong chúng gồm nhóm không cho giữ cô này hoặc là bị lây bệnh, cho nên hòa thượng im lặng dưỡng cô này trong phòng. Cho nên có những người, người ta hiện tướng phàm phu mà ẩn tàng Bồ Tát. Cũng có trường hợp là ngoại hiện Bồ Tát mà ẩn tàng phàm phu. Cho nên cái cõi của chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi này nè, kẻ phàm người thánh sống chung với nhau, ai phàm ai thánh, làm sao mình dám nói? Chính vì không dám nói cho nên đừng có khởi tâm khinh ai, mà phải làm gì? Chúng ta hãy học hạnh của bất khinh, tức là thường bất khinh đó. Hãy chắp tay cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Mà người ta tu sai tu đúng, nhiều khi nó cũng không phải là vấn đề của mình. Rồi mình bận rộn cái chuyện này thì đôi khi nó lại chuốc lấy cái phiền não mà dính dáng gì tới mình đâu, phải không? Mình đi tìm, mình đi rước một cái phiền não về cho chính mình. Cho nên là ở đây Pháp Hòa không có dám nói đúng sai, bởi vì mình không hiểu được hoàn cảnh của người ta. Còn nếu như trường hợp mà bây giờ mình nói là cái người đó tu không đúng, tu là phải ở chùa, phải không? Thì bây giờ thí dụ mình bắt người ta ở chùa mà người ta không ở, mình làm gì người ta? Thôi thì bây giờ cái chuyện mình đã nói cho người ta biết người ta không đúng, thí dụ đi, mà người ta không làm thì cũng chẳng là, đừng có rước cái phiền não vô nhà mình. Đức Phật có nói một bài kinh đó, một cái người mà người dâu tốt đừng có lấy rác ở bên ngoài đem vô nhà, và cũng đừng lấy rác ở nhà đem ra đường. Có người muốn tìm hiểu Đức Văn Thù và Đức Đại Thế Chí có thể tìm hiểu trong kinh sách nào? Quý vị lên chùa Văn Thù hỏi. Chùa Văn Thù là chắc chắn sẽ trả lời được câu này. Hỏi mấy cây thông này nè. Có một quyển kinh quý vị có thể tìm hiểu, đó là kinh Bi Hoa. Kinh Bi Hoa. Ở trong kinh Bi Hoa nói về hạnh nguyện tu hành của Đức Phật Di Đà và 7 vị Bồ Tát, trong đó có Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, những hạnh tu của các vị này ở trong kinh Bi Hoa. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí là 4 anh em đó, 4 anh em đó. Nhưng mà 2 người là phò Phật Thích Ca, 2 người phò Phật Di Đà. Ngài Thích Ca ngồi giữa, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền ngồi hai bên. Chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh hoặc là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm bên, Đức Thế Chí bên, gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đức Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang biến chiếu bên, Đức Nguyệt Quang biến chiếu đứng bên, gọi là Dược Sư Tam Tôn hay là Dược Sư Tam Thánh.
Còn thầy Pháp Hòa đứng giữa hai Phật tử hai bên, gọi là phước lộc thọ. Cho nên cứ chụp hình đi, không có sao hết. Đừng có lo áp vô ba người, bốn người gì hết. Vì cuộc sống lúc trẻ con không thể nuôi nổi con cái, con có bỏ đi hai đứa con, nghĩa là mình phá đó. Vậy bây giờ con phải làm gì? Thật sự ra trong cuộc sống hàng ngày thì nó có những hoàn cảnh, mỗi người mỗi hoàn cảnh, chúng ta cũng khó định tội lỗi gì. Nhưng mà nếu mình thấy điều đó mình làm đã sai thì bây giờ mình phải sám hối thôi. Và nếu có cơ hội khuyên ai đó đừng có lặp lại cái việc làm của mình. Cái mình có thể làm được là mình có thể nhắc nhở những người thế hệ bằng mình, sau mình, hãy cẩn thận đừng làm những điều để rồi khổ đau giống mình. Đó là cái cách mà mình sám hối. Chứ mình làm gì được với mấy đứa nhỏ bây giờ. Nhưng mà cái cách phục thiện tốt nhất là đi rao giảng trở lại những điều khổ đau khi làm việc đó. Cũng giống như nước Mỹ và nước Canada đó, có những người họ ghiền rượu, ghiền xì ke, ma túy. Sau khi họ đi vào những trung tâm cải huấn, họ đã tốt rồi thì họ đi làm lại một cái việc là họ đi khuyên trở lại những đứa nhỏ đó. Thỉnh thoảng Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho thanh thiếu niên á, Pháp Hòa mời những người đó lên để nói chuyện. Tại vì chính những người đó là những người đã bị ghiền, đã bị đau khổ, và bây giờ những người đó đã vượt lên bằng cách nào thì những người đó sẽ có nhiều kinh nghiệm và chia sẻ với các em. Đó là cái cách họ sám hối chứ gì đâu. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, nghĩa là giây phút này mình tâm tịnh tịnh rồi thì những tội lỗi về sau nó sẽ được tiêu. Cái sau nha, thì nó phối hợp với tội mà tiêu, tâm mà tịnh. Nhớ rằng tội cũng là tạm, mà tâm tịnh cũng là tạm. Thải điều không. Khi mình đã sạch rồi thì đừng bao giờ cười những người dơ, vì mình đã từng dơ. Cho nên có cái gì đâu mà phải dính mắc, gọi là tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Như vậy mới gọi là chân sám hối. Rất nhiều thanh niên, rất nhiều thiếu nữ đã làm sai bằng nhiều kiểu nhiều cách. Nhưng không lẽ cuộc đời này ai sai ai quấy mình cũng đều đẩy họ ra sao? Hãy cho họ cơ hội làm lành, làm thiện. Có những người ngày xưa 20 năm đầu dụng thân trật, khi hiểu đạo rồi cuộc đời còn lại dụng thân cho đúng. Mà dụng thân cho đúng là sám hối, đúng theo phương pháp của Phật. Thưa Thầy, trong kinh có thấy là đa số Đức Phật, đa số tên của các vị Phật đó từ đâu mà có? Chỉ có một Đức Thích Ca thuyết pháp, các ngài khác có làm việc này không? Thưa đại chúng, là trong kinh cái câu hỏi là nghe thấy kinh điển nói nhiều vị Phật quá, mà các vị này có làm việc giống Phật Thích Ca không? Dạ thưa có chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Trên cái trái đất con người này, toàn thể đất nước và con người sống trên trái đất này, có ai mà sống khác hơn chúng ta, là sáng cũng phải đi làm để kiếm sống, rồi cũng phải ăn, cũng phải ngủ, phải mặc, phải làm tất cả những công việc đó không? Giống hệt với nhau hết. Mười phương chư Phật cũng làm một việc thôi. Cái này gọi là bát tướng thành đạo. Mười chư Phật làm một việc thôi, làm tám việc giống nhau. Đản sanh, xuất gia, tu hành, thành đạo, chuyển pháp, rồi niết bàn, rồi thậm chí các ngài đi vào cái chuyện gọi là có gia đình. Thí dụ vậy, các ngài đều trải qua những cái tướng đó hết. Bây giờ ví dụ như một cái người, một ông vua và một người dân thường, tuy hai cái đời sống nó khác nhưng mà cái thủy chung cái gốc sống nó giống không? Giống hệt thôi. Thì chư Phật cũng vậy thôi chứ đâu có gì đâu.
Nhưng mà sở dĩ mình biết được cái đạo hiệu hồng danh của quý ngài là do sự giới thiệu. Và có khi á, do công hạnh tu của các vị mà chúng ta xưng tán cũng có. Kính bạch thầy, khi con hít vào thì niệm Quan Âm, khi con thở ra niệm Bồ Tát, vậy là đúng hay sai? Dạ được. Thậm chí quý vị trì câu chú Án Mani Bát Di Hồng, quý vị vẫn thở theo cái câu đó được. Hít vào Án Mani, thở ra Bát Di Hồng. Hay là thí dụ quý vị thương Pháp Hòa quá, quý vị hít vào Thích, hít ra Hòa, cũng không sao hết. Bởi vì tất cả các cái tên đó, đó nó chỉ là một cái điểm để chúng ta đừng mất chánh niệm trong khi mình ngồi tịnh thôi, chứ nó không có là gì hết. Thí dụ như bây giờ nè, người thiền á, thì người ta dạy mình quán hơi thở, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, chứ người ta đâu có dạy niệm Phật. Nhưng mà bây giờ mình thấy câu niệm Phật này hữu hiệu cho mình, hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Miễn sao mà trong khi mình ngồi đó mà tâm của mình nó có một cái đề mục, nó cổ tâm mình vào đó, mình không có bị mất cái chánh niệm là được rồi. Có nhiều khi mình đi thiền á, bước cái chân này mình nói trái phải, mình đọc cái tên mà mình đang bước đó, chân trái chân phải, hoặc là mình gọi tên người thương của mình. Thí dụ mình thương ba thương má, con đi cho ba, con đi cho mẹ. Khi mình đi từng bước đi cho ba, đi cho mẹ, tự nhiên một lát nữa mình hạnh phúc. Mình thấy rằng mỗi bước chân mình đang đại diện cho ba, cho mẹ mình đi. Đâu có sao đâu. Pháp Hòa bày quý vị đút cơm cho mấy đứa nhỏ đó. Muỗng thứ nhất ăn cho ba con, ăn cho má con, ăn cho ông nội, đem hết dòng họ mình rang hết, lát hết chén cơm. Nhưng mà mình không nói vậy, nó thấy nguyên chén cơm nhiều quá. Bây giờ một người một muỗng cơm. Con có thương ba không? Có thương, ăn muỗng này cho ba. Con thương cô không? Ăn muỗng này cho cô. Phương tiện mà, cái cứu cánh là hết chén cơm, còn phương tiện thì tùy mình. Cứu cánh là tịnh tâm, phương tiện là tùy mình. Mình hợp với cái nào thì mình theo cái đó. Cứu cánh là hết bệnh, phương tiện là uống thuốc. Người hợp với Tylenol thì uống Tylenol, người hợp Advil thì uống Advil. Ai hợp cái gì thì uống thuốc nấy. Cái quan trọng là hết bệnh. Còn chúng ta hết kiểu nào thì tùy theo sự điều chỉnh cái liều lượng thuốc của chúng ta. Con nít nó nhỏ tuổi, không thể cho nó uống cái liều như người lớn được. Uống vào nó sẽ xỉn, hay là thậm chí nó ngộp thở vân vân, nó có những cái side effect thì mình phải tự điều chỉnh chứ. Thì cũng như vậy, mục đích chúng ta ngồi tịnh tu là chẳng qua giúp cho tâm mình tịnh, còn cách nào đó là tùy mình. Có nhiều vị hỏi là thờ Phật Thích Ca mà niệm Di Đà hoài, không biết Phật Thích Ca có buồn không? Nếu thật sự Phật buồn thì Phật đâu phải là Phật. Mà buồn cái gì, khi cái chuyện niệm Phật là Ngài giới thiệu mà, chứ mình đâu có biết. Phật Thích Ca là người dạy mình niệm Phật Di Đà, chứ sao mình biết được. Mình biết Phật Di Đà là qua sự giới thiệu, kết nối, kết duyên của mình với Phật Di Đà. Cho nên Phật Thích Ca kết duyên mình với Phật Di Đà, Phật Thích Ca kết duyên mình với cõi Cực Lạc, Phật Thích Ca kết duyên mình với chư Bồ Tát. Chứ còn bản thân mình có biết đâu. Mình cục tác thì biết, chứ còn Bồ Tát không biết ai. Cho nên sự giới thiệu của các vị kết duyên, kết duyên. Niệm Phật có bốn cách. Lần chuỗi gọi là sổ châu niệm Phật. Niệm Phật theo hơi thở gọi là tùy tức niệm Phật. Đi từng bước niệm Phật là kinh hành niệm Phật. Quán chiếu hình ảnh của Phật gọi là quán tướng niệm Phật. Giờ mình niệm Phật mà tâm mình loạn quá, để hình Phật ra trước mặt để mình nhớ hình ảnh của Ngài, mình không loạn. Quán tướng niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật, hơi thở niệm Phật, kinh hành niệm Phật,
cái nào cũng được, miễn là mình có niệm Phật để tâm mình tịnh. Con quy y được đặt hai pháp danh, lúc đọc thì đọc là Diệu Thành, nhưng khi nhận giấy là nhận Tâm An Nhiên. Vậy pháp danh của con là Diệu Thành hay Tâm An Nhiên? Nếu bình thản tên gì nhận tên đó thì quả thật là Tâm An Nhiên, đúng không? Bây giờ lúc đọc thì kêu Diệu Thành, mà giấy về thì gọi là Tâm An Nhiên. Mà bây giờ mình không chịu Tâm An Nhiên, không lẽ sửa nữa sao? Thì thôi, đã là Tâm An Nhiên thì cứ an nhiên với tất cả các duyên nó tới với mình. Lúc mình quy y mình có biết mình sẽ được tên gì đâu, trong bụng chỉ nói mong thầy đặt cho con cái tên đẹp đẹp. Có không bà cụ? Quy y được đặt pháp danh là Tịnh Thê. Thê là cái thang, cái thang từng bước lên cõi tịnh. Mà bà không hiểu chữ thê đó, bà nhất định là tôi lại thầy, cuộc đời tôi nó thê thảm quá rồi, tôi mong tôi vô chùa thầy đặt cho tôi cái gì cho tôi thoải mái một chút, nhè đâu thầy dẫn cho tôi một chữ thê nữa. Giải thích, dạ không, chữ thê là cái thang mà thang này dẫn mình lên cõi tịnh. Dạ không, thầy sửa đi, thôi tôi cuối cùng phải tùy thuận chúng sanh đổi chữ lại tịnh nhàn. Bà không chịu thế thì bà nhàn. Mình quy y mà được cái pháp danh là Diệu Cử. Trời ơi, con có làm gì ta thầy biểu con cử. Mà thiệt sự mà con không cử con vô chuồng chi. Con cử ăn, cử nói, cử tùm lum rồi con mới vô đây mà thầy còn biểu cử nữa là cử gì? Dạ không, cử là ngón tay cái nè. Nó con có cử ai đâu. Thật ra tất cả những cái tên đó, nó đều nó có mang cái ý nghĩa, nhưng mà tại mình không hiểu thôi. Chứ nó đâu có nhiều vị, có những cái, có nhiều người ta đặt pháp danh tên đâu chữ đó. Có cái cô đó, cổ pháp danh là Nguyễn Thị Trường, pháp danh là Quảng Nhuận, đem ra ráp lại là Nhuận Trường. Trời ơi, cô bực bội quá trời. Cô vô cô nói thầy đổi con pháp danh đi, thầy đặt cái gì kỳ quá, hết chuyện thầy đặt Nhuận Trường. Ông thầy nói đạo hữu đừng có buồn, vậy là đạo hữu quanh năm khỏi lo bó. Thế là cổ đi về. Một cái vị Phật tử khác tên là Nguyễn Thị Lê, pháp danh Diệu Lựu. Tên đâu chữ đó mà. Cô nọ tên là Hà Thị Lúa, pháp danh là Diệu Thơm. Ông nọ tên là Trần Văn Thình, pháp danh là Quản Tị. Thình rồi mới tới Tị. Đó là tên đâu chữ đó. Và quý vị đã từng thấy những pháp danh như vậy chưa? Có một vị hòa thượng pháp danh kỳ đó quá trời nhiều luôn, nói bây giờ chữ đâu mà đặt, lấy kinh Di Đà ra đặt. Diệu Như, Diệu Thị, Diệu Ngã, Diệu Văn, Diệu Nhất, Diệu Thời, Diệu Phật, Diệu Tại, Diệu Xá, Diệu Vệ, Diệu Quốc. Kinh Di Đà, nguyên cuốn kinh Di Đà, Như Thị, Ngã Văn, Nhất Thời, Phật Tại, Xá, Vệ Quốc. Thấy không? Diệu Kỳ, Diệu Thọ, Diệu Cấp, Diệu Cô, Diệu Độc, cấp cô độc. Thật ra thì cái pháp danh chứ là một cái tên để mà kỷ niệm. Còn cái nghĩa lý thì thật là thâm sâu. Và tên nào cũng đẹp cả. Có nhiều vị ghi tên Pháp Hòa mà ghi trật. Dạ con xin chào thầy Pháp Hòa. Có một bữa Pháp Hòa đi chợ gặp cái cô kia, cổ đứng hoài cổ không chịu đi. Hỏi vụ gì vậy cô? Cô nói đứng chờ thầy đưa quà.
Hỏi sao vậy? Tại thầy tên là Phát Hòa. Dạ không, em tên Pháp Hỏa. Phát Hỏa. Cô không đi là có lửa đó. Bà ghe mới đi liền. Đứng sớ rớ là không có Phát Hòa mà Phát Hỏa đó. Nếu mình không có lắng, làm sao mình nghe? Muốn nghe mà hiểu, muốn hiểu được người ta nói gì thì mình phải lắng, mình mới nghe được. Còn mình ồn ào thì mình không thể nghe được. Mình còn trộn rộn thì mình chưa thể nghe được. Pháp Hòa ví dụ như mình mở một cái bài giảng, mình nghe, rồi trong khi đó mình mở mail, mình check mail, mình làm việc gì đó thì mình cũng nghe. Nhưng mà mình nghe loáng thoáng, lởm bởm thôi, chứ còn thật sự ra cái sự mà hết lòng chăm chú nghe để mà tận ngọn ngành thì chưa bằng. Khi nào chúng ta chỉ focus lắng vô cái đó. Cho nên tiếng Việt Nam mình dùng cái chữ lắng nghe. Lắng nghĩa là mình lặng xuống, mình tĩnh xuống, rồi mình mới có thể nghe được. Cho nên nghe là một nghệ thuật. Thì cái người thỉnh chuông đã dùng nghệ thuật của người thỉnh rồi. Bây giờ ở đây đòi hỏi chúng ta là người nghe chuông. Chúng ta phải nghe chuông như thế nào? Chúng ta phải thực tập như thế nào để chúng ta trân trọng tiếng chuông đó? Và chúng ta trân trọng người thỉnh chuông. Vậy thì bây giờ đây, hồi trước là việc của người thỉnh chuông. Bây giờ đây là việc của người nghe chuông. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta, thí dụ người ta vẽ một bức tranh rất đẹp, nhưng chúng ta không có thưởng thức. Chúng ta đi ngang, chúng ta chỉ nhìn thôi, chúng ta chỉ thấy mà chúng ta không nhìn. Nhìn là phải dừng lại. Còn hãy thấy là phớt ngang, nhìn thấy vậy thôi. Còn hãy nhìn là mình phải dừng lại, mình mới nhìn kỹ được từng cái nét vẽ, từng cái chi tiết trong đó. Còn cái thấy lúc nào nó cũng thua cái nhìn. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn là có cái sự dừng lại, mà hãy dừng lại là có sự sâu lắng, ít hay nhiều, hay là nhiều hay ít. Cho nên thấy khác với nhìn. Thấy là phớt ở trên thôi, còn nhìn là phải dừng lại nhìn. Thí dụ như cái quyển sách này nó rách mà người ta giá nó tinh vi quá, cái nói nè nhìn kỹ coi, chứ không ai kêu là thấy kỹ coi, nhìn cho kỹ. Lắng thì mới nghe được, tỉnh dừng lại thì mình mới có thể nhìn. Cho nên nhìn là khi chúng ta có cái, khi chúng ta nói nhìn là tự nhiên cái hành động đó, dừng lại phải có mặt. Thì dừng lại thì mới có thể nhìn, lắng thì mới có thể nghe. Cho cái bài kệ đó, lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Mình không lắng thì mình nghe không thấu, mình không dừng lại thì không thể nhìn. Chờ ở đây, đây là bài kệ nghe chuông. Vì vậy mà ngay từ đầu Pháp Hòa cũng nhắc, mà từ đây cho đến hết cái quyển này chúng ta cũng cứ phải nhắc, cứ mỗi bài kệ là một pháp tu. Nó không phải là những bài kệ đơn thuần để chúng ta đọc lên để trả bài với thánh thần, với ai đó. Nhưng mà chúng ta hiểu được bài kệ, ứng dụng được bài kệ thì chúng ta thấy rằng đúng là chánh niệm hiện tiền trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi việc làm của chúng ta. Đây là bài kệ nghe chuông. Rồi, bây giờ giải thích thế nào là nghe. Nhĩ căn phát thức là nghe. Cái lỗ tai mình gọi là nhĩ căn. Nó phát ra cái phân biệt của cái tiếng đó gọi là nghe. Ví dụ như có cái tiếng phát ra thì cái ý thức nó làm việc, ý thức của cái lỗ tai làm việc, nó ố,
tiếng này thầy Pháp Hòa mà. Đó đó, làm sao mình có thể biết được tiếng đó của ai? Vì mình dùng cái thức của nhĩ căn để mình gọi là nghe. Còn nếu không có thức, nếu không có cái thức, cái thức là gì? Cái nhận ra, cái phân biệt ra. Nếu không phát ra cái đó thì cái tiếng nó có, căn nó có cái tạm gọi là nghe đi, nhưng nó không biết là cái gì. Thật ra thí dụ như cốc, ô tiếng mỏ, bon, à tiếng chuông. Vì trong cái nghe đó đó, trong cái tiếng nói, trong cái câu nói mỏ chuông là có thức ở trong. Tại vì mình có thức mới có phân biệt là đây là tiếng mỏ, đây là tiếng chuông. Nhĩ căn phát thức là nghe. Mỗi ngày tiếng vẫn lao sao, nhưng mình nghe tiếng nào biết tiếng đó. Ồ, tiếng này của chị Năm nè, tiếng kia của chị Bảy, tiếng nọ của thầy này, tiếng nọ của thầy kia. Có cái thức ở trong đó, có cái nhận thức ở trong đó. Cho nên con mắt, ủa anh Bảy đi đâu mới về? Khi mình nhận ra người đó là ai là gì, con mắt mình nhìn cái sắc đó, sắc cảnh đó, thì cái thức nó gia vào trong đó, nó phân biệt liền anh đó. Cho nên nó thốt ra miệng chào liền đúng cái tên anh đó. Cho nên cái thức mà nó vừa nhận một cái rồi á, cái ý thức nó vừa nhận cái rồi á, là nó vô trong cái tàng thức nó lôi ra liền. Anh Bảy mà. Tàng thức là cái hình bóng anh Bảy, cái tên anh Bảy nó nằm ở trong cái kho rồi, trong cái tàng thức của mình rồi. Cho nên vừa nhìn là tiếng anh Bảy phát ra liền. Vậy thì hằng ngày á, mình nghe, mình thấy, mình ngửi rồi đó, đấy thâu vô cái tàng thức mình hết. Thâu cái storage vô cái tàng hết. Rồi hãy mình cái căn nó nhìn cái cảnh cái là cái thức nó nhảy ra liền, nó lôi ở dưới tàng ra liền. Tàng thức là cái giống như là cái computer nó có cái memory vậy đó. Nhĩ căn phát thức là nghe. Phàm nghe tiếng chuông, thầm niệm kệ này. Thường mình thấy phàm mình việc trong cuộc sống mà hàng ngày, ví dụ như mình đã trong cái tàng thức mình á, nó có một cái điệu nhạc nào rồi, dù người ta không hát nhưng mà mình nghe nhạc thôi là mình khởi niệm theo. Thí dụ mình nghe tăng 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 là tự nhiên mình có cái đó sẵn rồi, cái mình nhịp theo là thôi rồi tôi chẳng yêu ai, tại vì mình đã có cái đó sẵn. Vậy thì bài kệ mà có trong lòng mình rồi thì nghe tiếng chuông một cái kệ khởi lên liền. Còn mình không có kệ thì không có bài kệ thì tiếng là tiếng, chuông là đó, chứ không có kệ. Cho nên phàm nghe tiếng chuông, thầm niệm kệ này. Chữ niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Ở trường hợp này là mình khởi lên. Nhưng mà khi mình muốn có cái niệm đó thì mình phải nhớ kệ. Cho nên mình nghe, nếu mình đã biết được cái điệu nhạc đó rồi, cái lời nhạc đó rồi, là ta đờn cái bài nào lên là mình không ai nói gì trơn, nó tự nhiên khởi lên à. Tình 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 tình, cái là trong này mình nhịp theo. Tình bằng có cái trong cơm, khuyên ai khéo vô, là mình đi lên liền. Thì ở đây cũng vậy, nghe tiếng chuông thầm niệm kệ này. Thầm niệm là tiếng trong tâm. Cho nên trong kinh, trong cái nghi thức tụng niệm ta hay để là mặc niệm. Có chỗ để là thầm niệm là niệm ở trong tâm. Thầm niệm, không, mình không cần đọc lớn lên. Mình muốn thì cũng được nhưng mà không nhất thiết. Rồi bây giờ nó thầm niệm là tiếng trong tâm à, ngày dạy là mình khi mình nghe tiếng chuông mình thầm niệm. Nhưng mà giải thích chữ thầm niệm là gì? Là tiếng ở trong lòng. Rồi ngài hỏi lại, tâm có tiếng hay tâm không có tiếng? Tâm mình có tiếng hay là tâm không có tiếng? Tiếng mà không tiếng chỉ có thể tự mình nghe, người khác không nghe được, phải không?
tiếng lòng. Mà tiếng lòng thì ai nghe? Chỉ có mình nghe thôi, không ai nghe được hết á. The voice of your mind, the voice of your heart, only the one who can hear it, no one else. Tiếng mà không có tiếng, ví dụ như ngay trong giờ phút này mình ngồi đây, mình có phát khởi những cái tiếng nói không? Có chứ. Thật là mình chỉ là người, mình là người duy nhất nghe được tiếng của mình, đó là tiếng lòng. Chờ tiếng đó là tiếng của trái tim đó. Tiếng mà không tiếng chỉ có thể tự mình nghe, người khác không nghe được. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói, trở về nghe, nghe cái tự tánh. Sao chẳng tự nghe mà nghe, là tiếng nói trong tâm vậy. Cái này là nhắc lại cái câu chuyện giữa Ngài A Nan với Phật trong Kinh Lăng Nghiêm. Thì mình là Phật Phật tử mà thuộc về học cái Kinh Đại Thừa thì ai cũng biết Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nó không phải là cái bài chú năm đệ Lăng Nghiêm mà sáng nào mình cũng tụng. Nam mô tát đắc tha tô và đa gia ra đế tam biểu tâm một đà tỏa gì đó, tới câu cuối cùng án a na lệ thì sớ đệ ra bạc xà ra đà rị, thì năm đệ Lăng Nghiêm đó không phải là Kinh Lăng Nghiêm, nó chỉ là năm đệ thần chú nằm trong bộ Kinh Lăng Nghiêm. Vì bộ Kinh Lăng Nghiêm nó dày, nó nhiều lắm, chứ không phải chỉ có thuần năm đệ Lăng Nghiêm. Thì câu chuyện được bắt nguồn, cái bài kinh đó, cái quyển kinh đó được thuyết trong cái sự kiện là Ngài A Nan bị cái cô Ma Đăng Già Mát Tăng Ga, cô dùng chú thuật để cô chiêu dụ Ngài. Suýt nữa là Ngài phạm giới với cô đó. Thì Đức Phật đã nhờ Ngài Văn Thù đến để mà giải cứu cho Ngài A Nan. Thì sau khi mà trở về thì Ngài A Nan được Đức Phật chỉ điểm. Và Đức Phật đã, Ngài A Nan đã tự buồn là mình là đệ tử của Phật, là một thị giả của Phật sát bên Ngài, nhưng mà mình chưa có thẩm thấu gì hết. Lý do là sao? Tại vì mình chỉ, nếu mà nói về cái phương diện tu á, thì mình nghe nhiều mà mình không có ứng dụng, không có thực hành. Cho nên các sư huynh của mình chứng thánh hết mà mình chưa chứng thánh. Thì khi đó Đức Phật mới nói với Ngài A Nan, Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông lên. Thì khi mà đánh tiếng chuông lên rồi thì tiếng chuông từ từ ngân lên cho tới khi không còn. Thì Đức Phật khi mà nghe tiếng chuông á, khi mà đánh tiếng chuông lên thì Đức Phật hỏi A Nan, thầy có nghe gì không? Thì Ngài A Nan mới nói, dạ con có nghe tiếng chuông. Nhưng một lát tiếng chuông dừng thì Phật mới hỏi là Ngài, thầy có nghe gì không? Thì Ngài A Nan mới nói, dạ bây giờ con hết nghe rồi. Thì cứ 5 lần 7 lượt như vậy, Đức Phật cứ làm vậy đó, thỉnh chuông lên rồi hỏi, thỉnh chuông lên rồi hỏi, chuông hết thì lại hỏi. Thì Ngài A Nan cũng cứ trả lời như thế. Dạ hồi nãy con có nghe tiếng chuông, dạ bây giờ con hết nghe rồi. Thì Đức Phật mới nói, tại làm sao mà thầy ngớ ngẩn như vậy? Khi có tiếng chuông thì thầy nói là thầy nghe. Khi không có tiếng chuông thì thầy nói là thầy không nghe. Vậy thì cái nghe của thầy nó đi đâu? Where is your nature of listening? Cái tánh, cái nghe của thầy nó đi đâu mà khi có tiếng thì thầy lại nói là có tiếng, rồi khi im hết thì thầy nói là không nghe. Vậy thì cái nghe này nó đi đâu? Cái chỗ này là Đức Phật muốn khai thị cho Ngài A Nan biết rằng nếu mình mà sống được với cái tánh nghe của mình, khi có tiếng chuông thì mình nói dạ con nghe tiếng chuông. Khi tiếng chuông dứt thì chúng ta phải nói là con nghe không có tiếng chuông. Thì cái tánh nghe mình nó mới không mất. Tại sao mình chỉ mình, cái tâm mình nó phan duyên theo cái tiếng thôi. Hễ có thì mình mới kêu, có tiếng phát ra mình mới kêu là có. Trong khi đó im lặng cũng là tiếng, nó cũng là một cái tiếng, mà tại sao mình nói là không nghe? Mình ví dụ mình nói vậy nè, dạ con nghe không có tiếng, cái đó mới gọi là biết nghe đó.
hay là mình sống thường giữa cái tánh nghe. Ví dụ như mình tắt đèn vô một cái phòng tối thui thì mới hỏi thấy gì không? Có thấy gì đâu, tối hù à. Tối hù là cái mình thấy đó. Mình thấy cái tối hù. Khi đèn sáng lên nó dạ thấy rồi, thấy cái tôi thấy cái bàn, cái ghế, chừng đó cái tánh thấy mình nó không mất. Nhưng mà đa số mình là sống con chiều à. Cái gì nó thành tướng mình mới kêu là có thấy. Thí dụ hỏi có thấy để trên bàn không? Có thấy cái đó trên bàn không? Dạ tôi thấy cái không có gì trên bàn. Có thấy gì đâu mà rõ ràng cái bàn ta về kia không thấy. Hay là thậm chí mình đi chợ coi, hỏi bữa nay đi chợ có thấy gì không? Có thấy gì đâu. Không có thấy gì sao mua quá trời đồ đây. Nhưng mà tại vì mình phải nghĩ gì? Phải có ai đánh lộn, đánh ghen à, có chuyện gì đặc biệt mới kêu thấy. Còn bình thường không thể là thấy. Như vậy cái tánh nghe, tánh thấy nó luôn ở với mình. Nhưng mà tại mình phan theo cái duyên, theo cái mình duyên theo cái cảnh, cái tướng, cho nên khi có mình mới gọi là có. Cho nên có một cái khóa tu mấy đứa nhỏ đó, Pháp Hòa dẫn mấy đứa nó ra ngoài park, ngoài công viên, cho nó nằm trên mấy cái thỏi dọc theo những cái đồi. Mấy con nằm im đi, nằm im lắng nghe, nhắm mắt lại rồi nghe. Nghe cái gì? Nghe cái yên tĩnh. Nghe, tại vì thường thường con người mình thấy nó nghe là phải bắt buộc phải có tiếng. Nhưng mà thật sự cái không có tiếng cũng là tiếng. Cái tiếng đó là tiếng im lặng, tiếng tĩnh lặng chứ đâu phải là ồn ấy. Ồn là một cái tiếng thì im lặng cũng là cái tiếng. Cho nên nhiều khi người ta nói đó, đâu phải nói ra tiếng mới kêu là nói đâu. Người ta im lặng vẫn là nói. Tại sao? Vì đó là một tiếng nói của nội tâm. Cho nên Phật mới nói, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Còn người thế gian người ta nói sao? Nói là vàng mà nín là bạc. Tại đôi khi mình nín, nhưng mà nó lại thành có giá trị. Giá trị của tiếng nói gì? Tiếng nói khơi lòng. Khơi lòng là không lời. Cũng giống như hồi sáng mình đọc hạnh Quán Âm vậy đó. Con nguyện nghe những điều đau khổ mà người khác nói, và có những điều người đó chưa nói. Lắng nghe tâm không thành kiến, không cố chấp. Lắng nghe bằng tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Có nhiều khi người đó tới, người ta đâu nói gì với mình đâu. Nhưng mà tại sao mình nhìn người ta, mình hiểu người ta đang buồn, người ta đang khổ? Tại vì mình có lắng nghe cái nội tâm của họ. Cho nên mình nhớ là mình sống bằng cái tánh thì nó mới an lạc. Còn mình sống bằng sắc tướng âm thanh thì mình mãi mãi chạy theo nó. Giờ ở đây mượn cái tiếng chuông để nói lên cái lý sống. Cho nên mình, tại sao trong phẩm Phổ Môn nói người nào mà nhiều lòng dâm dục, niệm Quan Âm thì liền lìa lòng dục. Chữ Quán Âm là lắng nghe. Khi mà cái dục tâm nó sinh khởi, nếu mà nói theo cái tướng tu đi, kiếm chỗ ngồi niệm Phật. Kiếm chỗ ngồi niệm Phật, mặc dù cái tư tưởng về cái đó nó chưa dứt, nhưng mà ít nhất á, cái sự vi phạm không có. Mặc dù cái tâm nó vẫn còn nghĩ, nhưng mà rộn lát từ 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 nó trở về. Nó trở về với trạng thái bình thường. Còn nhưng mà nếu mà hễ mà cái đó nó khởi lên mà mình đi tìm nó, mình đi tới môi trường, mình đi tìm hình ảnh, mình đi tìm những cái sắc tướng âm thanh đó, thì thế nào rồi
sắc tướng âm thanh nó cũng lôi mình, tại vì mình đã cái tâm, cái ý, cái tâm biến mình khởi lên, mình không có trở về mình niệm với Quan Âm. Chữ niệm Quan Âm là mình trở về mình lắng nghe. Cái này chỉ là tạm thôi, một lúc nào đó cái sinh lý nó khởi, nhưng mà cái tâm lý mình cao hơn, mình xoa dịu được nó. Cho nên trong phẩm phổ môn là niệm sức mạnh Quan Âm, người đó liền lìa lòng dục hay là lìa lòng sân. Thì ở đây nói á, tiếng mà không tiếng chỉ có thể tự mình nghe, không người khác không nghe được. Nên kinh Lăng Nghiêm nói trở nghe, nghe tự tánh, nghe cái tự tánh đó. Còn nói theo kinh Địa Tạng là gì? Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Cái ông Diêm vương đó có một cái kiến, mà cái kiến đó là gì? Cái kiến chiếu nghiệp. Chỉ có tự mình có cái gương đó thôi à, không có ai có cái gương để soi nghiệp mình hết á. Tại vì người khác người ta có nói tội mình, có nói nghiệp mình, là người ta chỉ căn cứ trên những gì mình làm. Còn mình mới biết rõ mình làm cái gì và nghiệp lực của mình cỡ nào, tội lỗi của mình cỡ nào, tự mình biết. Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Chỉ có cái kiến nghiệp đó mới soi được cái tội căn của mình. Và chỉ có ông Diêm Vương, ông tòa án đó mới xử mình công bằng nhất. Còn ông nào ngồi trên cái bàn đó đều phán mình có khi sai lầm lắm. Cho nên mình nhìn người khác, mình phán đoán người khác đó, cái đó là trên cái hiện tượng, gọi là cái nhìn, cái thấy, cái chấp trước, cái phiền não của mình thôi, chứ chưa chắc mình nói đúng người ta đâu. Nhiều khi mình thấy tướng người ta phàm phu, mình kêu họ là phàm phu tục tử, nhưng mà ai biết được trên đời này có những bậc Bồ Tát ngoại hiện phàm phu mà nội tàng Bồ Tát. Cho nên ở bên ngoài người ta hiện cái tướng phàm phu, mà bên trong người ta lại ẩn cái tướng của cái tâm của Bồ Tát. Cho nên mình nói thì mình chỉ trích người ta thì mình cứ làm theo cái phiền não mình, thì mình cứ cái đó thì mình cứ tự nhiên. Nhưng mà ý nói ở đây là chưa chắc đã đúng. Thời cái gì mình chưa có thẩm thấu thì chưa chắc đã đúng đâu. Cho nên hiểu được cái chỗ tánh nghe đó không? Hiểu được cái chỗ đó ha. Khi nào mà có tiếng thì mình nói dạ tôi nghe cái có tiếng. Khi im lặng có nghe không? Dạ nghe, nghe cái im lặng. Chứ có những vị mà người ta nói đêm khuya vắng họ lắng nghe tất cả, nghe tiếng lòng, nghe cả cái hư không. Mình nằm đó mà mình nghe tất cả. Ví dụ như cái đồng hồ á, cái kim dây á, nó có vẫn tiếp tục nó đi không? Nhưng mà đợi ban ngày sức mấy mình nghe được nó, tại vì có tiếng này tiếng kim nghe. Chỉ khi nào im lắng hoàn toàn mình mới nghe được cái tiếng đồng hồ nó tích tắc, mặc dù bên ngày nó vẫn vậy. Cũng giống mình thôi, hơi thở mình vẫn có, nhưng mà mình cứ chạy việc này việc kia cho mình đâu nhớ mình thở đâu, mình đâu có nhận biết, đâu có ý thức là mình đang thở đâu. Cho nên khi nào ngồi xuống thiệt là yên tĩnh, buông hết mấy cái kia, trở về cái nghe được cái gì? Nghe được cái hơi thở của mình, nhận ra được hơi thở của mình. Đó cái chỗ này muốn nói là vậy đó. Rồi hiểu được chỗ đó rồi ha. Vậy thì bây giờ ngài mới nói đây: sáng tối trong khi đi đứng ngồi nằm, hễ mỗi khi nghe tiếng chuông liền tụng kệ chú này. Mỗi khi nghe tiếng chuông liền tụng kệ chú: văn chung thinh phiền não khinh, huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế tóa ha. Chữ sao ha đó, chữ sao ha là mình âm đúng nhất là tóa ha, án già ra đế tóa ha, mà không phải là đúng mà nó gần nhất.
Rồi dịch nghĩa bài này là gì? Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Chữ nhẹ là khinh đó. Thí dụ như mình nói, tại sao anh khinh người quá vậy? Nghĩa là anh coi nhẹ người ta lắm. Thấy người ta, coi thường người ta, coi nhẹ người ta gọi là khinh. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, phải không? Nghe văn chung thinh phiền não khinh. Trí tuệ trưởng, tức là trí tuệ lớn, bồ đề sanh. Lìa địa ngục, thoát hầm lửa. Ly địa ngục, xuất hỏa khanh. Lìa địa ngục, ra khỏi cái hầm lửa. Hỏa khanh là cái hầm lửa. Nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Câu án già ra đế tóa ha. Cái câu đó biết tên, cái tên câu thần chú là tên gì không? Tụng mong sân thí thực mỗi ngày mà. Nó tên gì biết không? Phá địa ngục chơn ngôn. Đây là chơn ngôn để phá địa ngục. Án già ra đế tóa ha. Án già ra đế tóa ha. Có tụng câu này không? Mong sân thí thực tụng đó. Cái câu chú đó nghĩa là gì? Già ra là cái tiếng của chuông, gọi là kala, là cái âm ba của cái chuông. Âm ba của cái chuông ở trên cây thiết bản đó, cái cây tích trượng đó, hay là cái tiếng của chuông mà làm cho phát ra được cái uy đức để mà địa ngục khai ra, cho gọi là địa ngục môn khai, cửa địa ngục mở ra. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề sanh. Lìa địa ngục ra hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Án già ra đế tóa ha, án già ra đế tóa ha. Bây giờ mới giải thích. Hồi nãy mà giải thích hai chữ nghe rồi, chữ nghe rồi. Bây giờ là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Phiền não là gì? Phiền não có hai loại: căn bản phiền não và tùy phiền não. Nếu mà mình học duy thức á, thì phiền não nó có 10 loại phiền não căn bản. Căn bản là gì? Basic. Cái này là cái foundation của phiền não, đó là tham sân si, mạn nghi ác kiến, biên kiến tà kiến, giới cấm thủ. Đó là 10 cái căn bản phiền não đó. Rồi thế nào gọi là tùy? Chữ tùy là những cái nó đi theo cái căn bản đó, nó rely vào cái đó mà nó có. Thì nói về tùy phiền não, duy thức học cũng nói tới 20 thứ. Thí dụ như phẫn hận phú não, tật sang cuốn xiểm hại kiêu, đó là đại tùy đó. Rồi trung tùy là vô tàm vô quý. Rồi tiểu tùy, hồi nãy là tiểu tùy đó. Tiểu tùy đó là gì? Là nếu mà nói về cái nhỏ mà nó sanh trưởng tùy theo cái căn bản đó, thì nó có phẫn hận phú não, tật sang cuốn xiểm hại kiêu, đó là tiểu. Còn trung là vô tàm vô quý. Còn đại là gì? Trạo cử, hôn trầm bất tính, giải đãi phóng dật, thất niệm tán loạn, bất chánh tri. Nhiều lắm. Mình thuộc cái tên nó rồi, mình thuộc cái nghĩa của nó, nhưng mà đọc nghe vậy thôi. Nhưng mà để phân biệt cái nào là căn bản và cái nào là tùy. Nhưng mà lỡ không biết nữa đó, ai hỏi mình phiền não là gì,
thì mình giải thích đơn giản thôi. Thân phiền tâm não. Thì trong này em mới nói nè, tâm mà làm cho cái tâm mình bị quấy rầy là phiền, thấy không? Khiến cho tâm mình bức rứt là não. Thí dụ như cái người đó họ tới họ trộn rộn, họ lăn xăng với mình, nói trời anh phiền quá đó. Anh phiền quá. Phiền là gì? Là rối đó. Anh làm tôi rối quá, anh phiền quá. Bây giờ cái đầu tôi nó lưng bưng rồi này nè, cái tâm tôi nó bực bội rồi đó, não đó. Đơn giản là vậy đó. Còn nếu mà mình muốn phân biệt là căn bản phiền não, tùy phiền não, thí dụ như sân, nổi sân đó là căn bản. Nhưng mà rồi nó, cái sân đó nó có tùy, có là cái những cái phụ thuộc vào cái sân. Nó là nhỏ nhỏ, nó là chi tiết của cái sân. Sân kiểu nào? Nổi lửa phừng phừng gọi là phẫn. Giận bình thường là hận. Giận nó cũng nhiều loại chứ. Thí dụ mình nổi lửa mình la sùm kêu là phẫn đó. Còn mình để trong lòng không có nói, nó kêu là hờn. Hờn mát đấy. Lửa thì có lửa phừng, lửa tro. Thí dụ như nhìn cái đống tro nó vậy chứ, nó ngầm ở dưới có lửa. Chứ có nhiều người người ta nóng ào ào lên đó, mà có những người ta không có nóng như vậy. Ta giận, ta sau khi mà mình làm gì người ta không có nói gì, ta chỉ giận mình rồi từ từ người ta rút lui. Cho nên căn bản đều là giận, nhưng mà mỗi người biểu lộ cái giận một cách khác. Người thì nóng nảy la lối, người thì hờn mát không nói, người thì chỉ nói nhẹ nhẹ một hai câu. Thành thử ra mỗi người, người ta bộc lộ cái sân thêm mỗi cách. Cho nên nó kêu là tùy. Cho nên tham sân si gì nó cũng đều là những cái căn bản hết. Nhưng mà để mà nói tiếp, mà diễn đạt cái sân, cái tham đó, nó có những cái nhẹ nhẹ đi theo, vậy kêu là tùy. Giờ là căn bản phiền não và tùy phiền não. Phiền não là hai loại nha, căn bản và phiền và tùy. Rồi cộng thêm gì nữa? Nếu mà nói đơn giản là gì? Khi tâm mình bối rối gọi là phiền, khó chịu gọi là não. Nhưng mà phiền não nó cũng có những loại phiền não mà chọc ai làm mình buồn khổ gì mới kêu phiền não. Nhưng có những cái trường hợp là cái người đó, cái việc đó nó làm cho mình xao xuyến, nhớ nhung cũng là một loại phiền não. Giống như cái chú Tiểu mà đi xuống phố đó. Chú Tiểu đi xuống phố rồi hỏi sư phụ mình: thầy ơi cái này là gì? Ông thầy cũng nói cái này là cái nhà, cái này là chiếc xe. Tới hồi mà gặp cái cô gái đẹp rồi mới hỏi thầy ơi này là gì? Ông thầy nó con cọp đó con, nó dữ lắm, coi chừng nó ăn thịt con đó. Rồi thì nói vậy xong rồi cụ đi về. Bác gì về thì chú Tiểu này bây giờ là ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng sanh bệnh. Thì ông thầy mới tới hỏi: con chuyện gì sau khi đi phố về, con cả tuần lễ nay thấy con rủ rượi như vậy, bệnh tật gì? Thì chú này mới nói thiệt, nói thầy ơi con nhớ con cọp đó quá. Vậy thì nhớ đó là gì? Là phiền não. Tâm mình hết bình thường rồi, tâm mình không còn bình thường nữa. Khi mình sống được cái trạng thái bình thường, đó là cái tâm an ổn của mình. Nhưng khi nào mà mình không còn bình thường là cái tâm mình, một là giận tức, hai là nhớ nhung, đều là tên gọi của phiền não hết. Thí dụ như mình ăn cái món đó mình thích quá chừng luôn, rồi hết rồi cái mình ghiền, mình thèm, cũng là phiền não. Tại vì lúc nào cũng nhớ tới nó. Rồi mình ăn cái món đó không đúng như ý mình, bực bội lên, cũng là phiền não. Cho nên nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, bất cứ thể thức nào.
Rồi cái bộ luận tên là Chỉ Quán nói đó, pháp mù rối quấy loạn tâm thần. Cái có một cái quyển luận tên là Chỉ Quán. Chỉ Quán là một cái luận nói về tu thiền. Thiền nó có hai thứ, một là chỉ là dừng, hai là quán là nhìn sâu. Luận Chỉ Quán là một cái luận nói về thiền và giải thích cho mình nghe phiền não là gì. Nó là một cái pháp gì đó nó làm cho mình bị rối. Khoảng nó làm cho mình bị rối và cái tâm thần của mình bồn chồn khó chịu rồi loạn phiền não. Nếu nghe tiếng chuông mà trì kệ chú này đâu có phiền não rất nặng, à dầu có phiền não rất nặng cũng hóa ra nhẹ. Cái này là cái sự tu tập á, chứ không phải nói vậy rồi cái đang buồn vậy nghe tiếng chuông cái là hết đâu á. Đây là một sự thực tập. Vậy thì tiếng chuông này ngoài cái ý nghĩa là một cái âm thanh bên ngoài, nó còn có là một cái gì nữa? Là một sự trở về với nội tâm. Mình trở về với nội tâm để mình thấy rằng sao mình khổ thế. Xét lý gọi là trí, phân biệt gọi là tuệ. Hai chữ trí tuệ. Tại vì cái câu thứ nhì nè, câu này mình giải rồi, phiền não là gì rồi nói rồi, bây giờ nói tới trí tuệ trưởng. Thế nào là trí mà thế nào là tuệ? Xét cái lý gọi là trí, phân biệt gọi là tuệ. Thí dụ như mình sống ở đời á, cái gì nó cũng có cái lý của nó. Mình đừng có cố chấp rồi mình áp đảo người ta. Mình thấy ai làm việc gì nó cũng phải, nhiều khi mình bất đồng, nhưng mà nhiều khi người ta có cái của người ta, mà tại vì có thể là cái đó có thể là dở, vì người ta nghĩ như vậy cho nên ta sống như vậy. Ở đây mình chỉ lấy trí để mình nhận việc, chứ còn chuyện quấy sai và tính sao. Nhưng mà mình hiểu được người ta thì mình mới thương được họ. Thí dụ như mình đây là địa lý, lý lẽ của đất, công lý là lý lẽ của công bằng. Cái gì nó cũng có cái lý của nó. Quý vị thấy mấy ngày gần đây, thí dụ như có một nhóm á, thì có một số thì muốn là tiếp tục cách ly, một số thì biểu tình đòi phải đi làm việc. Ở đây mình không có nói đúng sai, nhưng mình người nào mình cũng nhận ra lý của họ hết. Họ muốn đi làm là tại vì sao? Họ không thể nào chấp nhận được họ thiếu thốn cả gần 2 tháng nay không có tiền. Giờ họ phải quyết định, họ phải ra đi làm, họ bất chấp. Ví dụ vậy, họ cũng có cái lý của họ. Cho nên ở trên đời này á, chỉ có cái trí giác của người giác ngộ mới thấy thấu được tất cả những cái khó khăn khổ đau của chúng sanh. Còn mình á, toàn là mình nhận theo cái chiều của mình thôi. Chứ khi mình nhận rõ ra được rồi thì mình à cũng có lý của họ. Cho nên xét cái lý mà để mà hiểu thì gọi là trí. Và phân tích mọi thứ gọi là tuệ. Người sống phải có trí tuệ. Người nào người ta cũng có cái khó khăn của người ta. Như Đức Quán Âm từ nghe nghĩ tu mà vào chánh định. Nghe gọi là văn, nghĩ gọi là tư,
tu là thực hành. Cái đó gọi là tam tuệ học. Nếu nói cho đủ là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Nhưng mình nói gọn là văn tư tu. Sở dĩ Đức Quan Âm được vào chánh định, gọi là chánh định là gì? Chánh định là samadhi. Chúng ta âm lại là tam ma đề. Có khi có chỗ gọi là tam muội. Tất cả những cái chữ đó đều muốn nói tới cái chuyện nghĩa gọi là chánh định hết. Chánh định là gì? Là right concentration hay là cái deep concentration. Tiếng Phạn là samadhi, có chỗ âm là tam ma đề, có chỗ đọc là tam muội. Tất cả những chữ đó đều là nói lên nghĩa của chữ chánh định. Như Đức Quán Âm từ nghe nghĩ tu mà vào chánh định, tự nhiên phiền não nhẹ, trí tuệ. Ngài nghe cái gì, Ngài tư duy về cái đó và Ngài thẩm thấu được cái đó. Thí dụ như một nhạc sĩ, họ viết một cái bài nhạc, cái tâm tư của họ nó nằm ở trong đó. Cái tâm tư của họ nằm trong đó. Thành thử ra tự nhiên có một người nào đó, họ hát cái bài hát đó, họ đọc những cái lời trong bài hát đó, họ hiểu được cái ông nhạc sĩ đó. Họ hiểu được ông nhạc sĩ đó. Vì vậy cho nên cái người nhạc sĩ họ sẽ rất là vui nếu một cái người nào đó, một thính giả nào đó, một tri kỷ nào của họ nghe được cái bài hát của họ, thấu được nỗi lòng của họ, muốn gửi gắm gì trong bài hát đó. Cũng như là người ta làm thơ vậy thôi. Có nhiều khi mình đọc thơ người ta, mình chẳng hiểu người ta nói gì hết á. Nhưng mà đâu có nghĩa là ta không có ý gì trong đó. Tại mình không phải là cái người tri âm của bài thơ đó. Nhưng mà có những người ta đọc, ta hiểu cái vị thi sĩ đó muốn nói gì. Cho nên mình có một quyển sách tên là Tri Kỷ Của Phật. Ai là tri kỷ của Phật? Mình nghĩ là mình hiểu Phật á. Nhưng mình hiểu làm sao? Xét lý gọi là trí, phân biệt gọi là tuệ. À, tức là hai căn bản trí và hậu đắc trí. Trí tuệ nó cũng có hai loại nha. Hồi nãy phiền não thì có hai phải không? Phiền não là đại cái gì? Căn bản phiền não, tùy phiền não. Bây giờ trí nó cũng có hai loại: căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí là gì? Căn bản trí là cái trí sẵn có nơi mỗi chúng ta. Và khi chúng ta phát huy được cái trí đã có sẵn, thì cái hiểu biết rốt ráo này nó là cái gọi là gì? Hậu đắc trí. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như căn bản trí á, giống như vàng mà nó lẫn ở trong đá, trong sỏi vậy đó. Sau khi mình sàng lọc ra rồi, mình mới lượm được cái miếng vàng đó ra. Còn những cái bụi bặm kia mình rửa nó hết rồi. Bụi bặm là gì? Những cái đá sỏi mà nó lẫn lộn trong vàng là vô minh, là phiền não. Mình lót nó rửa ra rồi thì vàng nó có mặt. Thật sự á, trong Phật giáo á, cái gì khi nói là nó có phân tích vậy đó, chứ còn hiểu ra là nó là một thôi. Nó là một loại trí tuệ thôi. Nhưng mà tại vì ở cái trạng thái chưa được rửa thì gọi là gì? Căn bản là vàng nó sẵn có rồi. Nhưng mà khi nó đã sáng ra rồi thì gọi là hậu đắc. Thí dụ như bây giờ á, mình có hiểu biết, mình có trí tuệ, mình có sự thanh tịnh không? Có. Nhưng mà tại sao mình không có phát huy được? Là vì mình không có ngồi thiền, mình không có tụng kinh, mình không có tu tập. Bây giờ mình chịu khó mà ngồi thiền, mình tụng kinh, mình tu tập thời gian, giữ giới, ăn chay, nói chung là mình làm những cái hình thức đó thời gian, cái thì sao? Ồ, bây giờ nè, cái thân mình nó nhẹ nhàng ra nè, cái tâm mình bây giờ nó biết
nhẹ nhàng rồi, nó biết sống chậm lại nè, nó biết không có, nó biết dừng lại khi nó phán xét người ta nè. Dễ thôi. Mình có sẵn cái đó, nhưng mà tại vì chưa phát huy. Bây giờ muốn phát huy thì phải làm gì? Phải hạ thủ công phu, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật. Mấy cái đó đừng có cho nó là hình thức, tại vì nó chính là sự mài dũa, gột rửa. Không có là không có cái gì nó ra hết. Đấy, cái bàn này nè, vốn nó sạch, cái kiến này vốn nó sạch, nhưng 10 năm rồi không chùi thì bụi nó bám. Bây giờ muốn cái kiến này nó sạch trở lại thì phải làm gì? Lấy khăn chùi nó mỗi ngày, xịt nước, vì nó bám 10 năm rồi, dày lắm, một lần không xong đâu. Cho nên khi mà nói là lau cái lau, thường mình hay kêu lau bụi, nhưng mà đa phần mình gọi là cái gì? Lau kiến. Mình cứ nói ngược không à. Thật sự kiến đâu cần, tại vì nó vốn sạch. Nếu cần lau là lau cái gì? Lau bụi. Bụi hết thì kiến sẽ sạch. Vậy thì cái này là căn bản trí. Do mình để bụi lâu cho nên bây giờ để lau bụi thì cái sạch rồi thì gọi là hậu đắc. Nhưng mà nói là hậu đắc chứ thật sự cũng chẳng có gì để hậu đắc, vì nó trở lại cái bản chất thật của nó thôi. Sở dĩ nó chưa được gọi là trí là bởi vì nó có cái phủ lên. Giống như vàng, nó là bản chất, nó là vàng, nhưng mà nó lẫn lộn ở trong những chất khác thì mình gọi nó là cục đá. Nhưng mà khi mình, nhưng mà mình biết cái cục đá này giá trị lắm, chịu khó chùi nó, dũa nó, mài nó sẽ ra chất vàng. Sàng lọc nó thì cái sàng lọc nó có, nó ra chất vàng. Cũng giống như mình ở dưới lòng đất này nè, thí dụ lòng đất này biết là có tài nguyên ở dưới đó, có mỏ vàng, mỏ bạc gì đó, nhưng mà mình biết nó vậy thôi, mình giữ nó mà không khai thác. Khi khai thác rồi thì những cái chân quý nó có mặt. Cho nên đừng có ai nói là tu cũng được, tu không có duyên, tu không có căn. Không phải đâu. Nếu mà anh nói anh không có căn, phải không? Mà anh nói được câu đó là anh có căn rồi đó. Anh nói được cái câu là tôi không có căn tu là anh có căn rồi đó. Anh nhận ra anh chưa có căn. Thật sự mà nói vậy thôi. Ví dụ như nói là trời ơi sao tôi ngồi thiền mà tâm tôi còn loạn quá à? Nghĩa là anh có định rồi đó. Anh có định anh mới biết là tâm anh loạn. Nếu anh không có cái định làm sao anh biết tâm anh loạn được? Như vậy khi mình biết là tâm mình loạn, nghĩa là nó bắt đầu có định rồi đó. Once you know your mind is too busy, that means you start to relax. Tại vì mình biết là mình bận rồi, mình biết là cái tâm mình nó còn lăng xăng là mình có bắt đầu có sự vắng lặng rồi đó. Xưa giờ mình lăng xăng mà không hay, cứ chạy theo nó. Bữa nay ngồi được mấy bữa rồi đó, sáng nào cũng ngồi 15 phút, 15 phút vậy, ngồi được 2 tuần cái tự nhiên thấy lăng lắng rồi đó. Cho nên hai cái bài kệ của Ngũ Tổ với Lục Tổ nó cũng có gì. Ngũ Tổ thì nói tâm mình là cái đài gương, phải thường xuyên lau chùi đi, đừng, xin lỗi Ngài Thần Tú nhé. Ngài nói là tâm mình là cái đài gương, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Ngài Huệ Năng nói xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Ngài Huệ Năng là ở cái mặt gì? Ở cái chỗ là Ngài đã sống được với cái chân thật đó. Còn Ngài Thần Tú thì Ngài thấy mình lỡ để cho bụi bám, cho nên Ngài chỉ công thức. Ngài chỉ cái công thức là tâm là đài gương sáng, phải chùi. Thân này là cây bồ đề, đừng có khinh nó. Đừng có ăn tương với chao gọi là tu. Nó chết trước khi nó thành gì nữa. Cho nên Ngài nói thân này là cây bồ đề, tâm này là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Đó là tại vì Ngài Thần Tú hiểu được con người mình, xách cái gương ra để ở ngoài sân. Còn Ngài Huệ Năng thì hồi nào giờ cái kiến ngại trong phòng, trong nhà, cho nên nó không có dính. Ngài mới nói thân này chẳng là cây bồ đề, tâm này chẳng là đài gương sáng. Xưa nay không dính bụi thì cần chi phải lau chùi.
Nhưng mà thật sự ra khi mình hiểu ra rồi, mình thấy cũng là một thôi. Thì thật ra Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ lúc mình mới qua Canada, mình không có gì hết. Rồi do nhân duyên mọi thứ mình có, đó là cái lý của đời thôi. Anh chịu khó, anh dành dụm thì anh có. Nhưng mà nhớ nha, cái lý của đời nữa là gì? Có tạm nha, không phải có mãi đâu à. Anh không bị nước trôi lửa cháy, anh không bị nhà nước tịch thu, anh không bị con hư phá của, anh không bị giặc cướp. Nhưng mấy tháng nay anh nghĩ anh không có làm gì hết. Đại dịch nó khắp nơi, người nào cũng sợ, cửa tiệm cửa gì đóng hết. Anh thất thoát lỗ lã, anh phải lấy cái anh dành dụm xưa giờ anh đắp vô đó. Có những người có thể nha, sau cái dịch này phá sản. Đó cũng là cái lý ở đời thôi. Cho nên khi có thì chúng ta nhận là có, nhưng mà cái lý là tạm. Bây giờ nó không mất ở ngay lúc này, nhưng khi mình chết đi cũng mất đó. Có đem được đâu. Xét cái lý đó đó. Xét cái lý đó mà sống là trí. Chứ khi còn khi mất, còn thì mình nhận là còn, giống như thân này thôi, ráng giữ dữ lắm. Cũng ăn đồ bổ nè, cũng uống thuốc bổ nè, cũng trao dồi, cũng làm đủ hết á. Nhưng mà nó vẫn đi theo cái định luật đó. Xét cái lý đời mà sống. Hiểu được mỗi pháp gọi là huệ. Đấy. Thân này là một pháp, đời này là một pháp, sự việc đều là, hôm qua mình nói đó, chữ pháp giới là vậy đó. Cái mỗi một pháp nó đều có cái ranh giới, cái phạm vi của nó. Thí dụ như mình trưng cái hoa lan so với mình trưng cái hoa hồng, cũng là hoa thôi. Hoa hồng là một pháp, hoa lan là một pháp, nhưng mỗi pháp nó có phạm vi của nó. Hoa lan 6 tháng, hoa hồng 6 ngày hay 6 tuần, thí dụ vậy. Chứ người mà thấu được cái lý đó mà sống thì người đó trí tuệ càng ngày càng lớn lên. Ngày mai mình mới nói Bồ Đề, giờ hết giờ rồi. Bữa nay mình nói thôi, phiền não với trí tuệ thôi. Mà không hiểu thì là phiền não, mà hiểu rồi thì là trí tuệ. Trên trí tuệ và phiền não nó cũng là một thôi. Cho nên các vị thường hay nói là phiền não tức Bồ Đề. Trí tuệ là cái pháp để quán. Phiền não là một pháp, trí tuệ là một pháp, Bồ Đề là một pháp. Mà cái pháp trí tuệ là pháp quán, để thấy giữa Bồ Đề và phiền não là một. Cho nên người mà có trí tuệ là sống không có u mê. Ngược lại với trí tuệ là vô minh, là u mê. Chờ hôm rồi mình học cái kinh Đại Thừa Tứ Pháp đó. Thấy được, xa lìa được cái pháp bất thiện. Pháp bất thiện là gì? Là cái nguyên nhân nào làm cho mình khổ. Cái nguyên nhân nào làm cho pháp thiện, pháp bất thiện nó sanh. Và cái nguyên nhân nào làm cho pháp thiện sanh. Nguyên nhân làm cho vô minh hết là có chánh kiến, thấy đúng. Mà người mà có trí thì người ta không có phải người ta nói chuyện lý không mà người ta bỏ sự, hay là chỉ nói sự mà bỏ lý. Người ta thấy rõ được. Thí dụ bây giờ cuộc sống là phải có ăn, muốn ăn thì phải lăn vào bếp, nghĩa là phải đi làm. Bây giờ mình có tiền, có của, có gì phải ráng đi làm, giữ gìn nó, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng trong tâm vẫn có một cái trí biết được tất cả các cái của này. Nó không tồn tại với mình, nó có thể ra đi bất cứ một lý do nào đó. Mình dành dụm mấy mươi năm, đi chơi có một tuần lễ, lỡ dại chụp hình bỏ lên Facebook. Cả nhà ơi, nhà mình đang đi vacation ở
Punta Cana nha. Thì ăn trộm nó cảm ơn, nó nói cảm ơn nhà của huynh nha, huynh đi mà huynh báo cho em biết, em cảm ơn lắm, để em vô em dọn đồ giùm huynh. Nó vô nó dọn hết. Pháp này sanh thì pháp kia sanh. Nó về với nó, trời ơi sao tôi ngu quá, tôi lấy chụp hình tôi bỏ lên Facebook, tôi nói tôi đang ở đâu. Thành thử ra nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật biểu mình đừng làm vậy, không phải. Mình làm gì mình cứ làm, những việc gì mình có mình đang làm, nhưng mà trong đó mình vẫn đủ cái tuệ, cái trí và cái tuệ để chúng ta biết được thật tướng của các pháp. Cho nên nhiều khi mất của sau một chuyến đi chơi về, một tiếng chuông rất là lớn đánh bon lên, trời ơi giờ tôi tỉnh rồi, từ nay về sau tôi đi đâu tôi cũng khoe nữa hết trơn. Tại có cái mình cũng có cái lý của mình chứ, mình cũng thích nổ thì nó phải vang thôi. Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong, cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Mình nổ cỡ nào thì nó sẽ vang theo cái tiếng đó. Pháo đại nó vang theo pháo đại, pháo tiểu nó vang theo pháo tiểu.